Hello mọi người. Thấy chưa? Thấy chị dâu rồi nè. Hello bạn Nhân nha. Cho em xem nước hoa. À đầu like lên nước hoa, nhưng mà em muốn mua hãng gì? Em muốn mua hãng gì, tại vì hơi dâu hãng, nói chung là đa số là hãng gì dâu cũng có rất là nhiều. Nói chung là những có hãng dâu không thích xài mùi nhưng mà cái thiết kế nó đẹp thì dâu cũng mua, còn những hãng mà dâu thích giống như là Gucci thì dâu xài nhiều. Em muốn mua mùi gì thì nói dâu nha. Rồi, giống như là dâu bát mùi Gucci chứ Chanel thì dâu mua có hai chai nên dâu không bát. Gucci. Đơn hạt lê chưa đi nha, chị dâu vẫn còn giữ đơn nè, dâu có Gucci, Lancôme. Rắn Gucci, Lancôme. Gucci, Lancôme, Dior, gấu. ISL. Mùi nữ nha, mùi nữ nha, mùi nam thì ấy, nhưng mà giờ mùi nữ là dâu có Burberry nè. Burberry, Lancôme. Rồi Dior, gấu, Le Labo với lại ISL. Nói chung là thích những cái mùi mà nó dạng như là nó sang á, nó dạng như là mùi ngọt sang quyến rũ á nha, chứ không có ngọt mùi phấn hoặc là ngọt mùi kẹo đâu. Nó là những cái thương hiệu này, những cái mùi dâu chọn này thì nó ok quá rồi. Có bạn em cũng mua mà chung đơn với đồ nha, dâu ok em nha, chị dâu biết rồi. Nào cũng được, miễn thơm nhẹ, không nồng, không, chị dâu không có mùi nồng. Cái mẫu nào mà dâu mình đâu có thể ngửi được hết mùi đâu, lúc mình mua mình đâu có biết người ta đó là mùi gì đâu. Khi quan trọng là cái tự hãng người ta, cái người bán nè, người ta thông tin chi tiết cho mình là mùi này không nồng, nhưng mà về mình ngửi là mình thấy là mùi này với mình nó vẫn nồng, thì là những cái chai đó dâu, cái mùi nào dâu không ưng là dâu bát hết rồi. Cái mùi nào dâu không ưng là dâu bát nha. Còn những cái mùi này là mùi kinh điển rồi, em yên tâm nha, giống như là Lancôme. Lancôme tím nha, Lancôme tím là nó quá kinh điển rồi. Lancôme là quá kinh điển rồi, hoặc là Dior, hoặc là ISL. Nói chung là mẫu mã nó rất là sang. Mẫu mã nó rất là sang và mùi này là mùi quyến rũ nha, sang quyến rũ. Sang quyến rũ giùm dâu nha. Chứ dâu không thích mùi phấn, hôm bữa mua cái chai chuẩn hai chai mùi phấn là dâu bát rồi. Không có mùi phấn đâu, hoặc là Moschino. Đó, còn siêu dâu chưa khui luôn, hoặc là BBR. Sang lắm, toàn mùi sang nha. Giá sao thì tùy chai à, tùy chai nha. Cái nào dâu mua mà người ta tính đa số dâu mua nhiều thì nó tính giá sỉ rồi, giá mềm rồi, không biết sỉ chưa thì không biết, nhưng mà tính giá mềm. Thì có chai dâu nó canh sale hoặc là cái chai nào bị móp hộp hoặc là này kia thì nó dâu mua gần triệu, còn không là toàn triệu mấy. Có chai 2 triệu mấy, cũng tùy à, vô chừng. Le Labo này nè, đó, Le Labo vô cỏ luôn. Đây nha mọi người ơi, Le Labo chưa khui luôn á. Úi trời trời trời, Le Labo, ai da rớt rớt. Có dâu gì bắt mấy chai này thôi nha, hoặc là Gucci.
hoặc là Gucci tùy em à. Cho coi mẫu nha. Giá thì mọi người chờ em tí nha. Đầu like tại vì bé này coi nước hoa, em lên nước hoa thôi, đầu like cho bé coi trước nha. Mọi người chấm like, share like. Bữa nay là bữa cuối, chắc là em like bữa cuối á. Ý là nghỉ mấy ngày, cả tuần lễ gì đó em mới like. Nên là xả hết cho mọi người nha. Mừng Trung Thu mấy chị nha, xả hết. Đồ mới, đồ cũ mới về hôm qua, hôm nay là em xả hết. Đó, giống như đây là Dior nha. Dior nè. Sang, nói chung là mùi quyến rũ. Dâu thích mùi dạng như là mùi quyến rũ sang, ngọt, dịu nhẹ nha. Chứ còn dâu không thích mùi nồng, và đặc biệt là dâu không thích mùi phấn. Ở mấy bữa có mấy cái thiết kế nó đẹp lắm mà mình không biết mùi phấn như thế nào, mình mua về thử á mà không hợp với dâu, đây là dâu bát rồi, xịn sò lắm. Đây nè, đây là Dior nha, mùi rất là sang. Mùi này thì quá quyến rũ rồi em, mùi này là quá quyến rũ rồi nha. Chai này dâu chưa xài luôn nè, thấy đây chưa, dâu có xịt một lần, có mua về khui là dâu xịt để mình ngửi mùi, mình ngửi mùi nha. Chứ còn mỗi ngày thì dâu hay xịt nước hoa mini. Nước hoa mini bữa dâu chừa nhiều á, dâu hay lăn nước lạ tinh dầu Dubai hoặc là nước hoa mini. Đây. Còn mấy chai này để ngắm bự, nước hoa mini thì dâu chả ngắm bao giờ thiệt luôn á. Cứ buổi tối chiều tắm xong hoặc là tối tắm lai xong tắm là dâu sức nước hoa mini. Còn chai bự để về ngắm nè, đó, mời như vậy luôn. Chai này bắt nếu mà để chị dâu báo giá luôn ha, em ứng nào thì lấy. Nha, đẹp lắm. Hộp 2 3 lớp xịn sò luôn. Nói chung là mình bảo quản nước hoa thì mọi người nên bảo quản nước hoa ở trong cái hộp này. Vì nó thiết kế cái vỏ hộp này nó sẽ khác với lại những cái hộp thông thường mà mình giống như là đồ mỹ phẩm này kia là nó khác nha. Nên là mình nên bảo quản nước hoa ở trong hộp mấy chị nha. Hãng người ta cũng nói vậy đó, nói chung là khuyên mình nên bảo quản nước hoa ở trong cái hộp này. Nó sẽ giữ được mùi hương lâu hơn. Đây nha. Rồi. Quên chứ lộn, không phải giữ được mùi hương lâu hơn, lộn nói lộn mà là cái giống như là mình để mà nó không có đồ hộp bảo quản thứ nhất, hoặc là mình để ngoài. Nói chung là cái này mọi người để càng kín càng tốt, càng kín càng tốt nha, thì cái mùi của nó thì nó sẽ chuẩn hoài luôn. Chứ còn các chị mà để ngoài ánh sáng mà như ánh sáng mặt trời chiếu vô trực tiếp thì thiệt sự chắc là vài ba tháng sau là mùi nó sẽ nhẹ đi rồi, nó bay bớt mùi nó, nói chung là nó ảnh hưởng rất là nhiều nha. Còn nước hoa là mình nên bảo quản càng tối càng tốt, đừng có ẩm là được rồi nha. Đừng có bảo quản giống như trong môi trường phòng tắm, mọi người đừng bảo quản đó nha, tại vì nó ẩm á, không khí ẩm thì nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng của nước hoa. Mọi người có thể là bảo quản trong tủ đồ hoặc là nói chung là khô ráo, nhưng mà càng tối càng tốt nha. Ok không, cái chai này dâu cho em coi mẫu nha, nếu mà em ưng mẫu nào thì em báo chị dâu, em ưng mẫu nào thì em báo chị dâu, chị dâu báo giá chứ giờ không biết luôn, không biết em ưng chai nào. Còn đây là Lancôme nha, đây là Lancôme nha, mùi này thì quá kinh điển rồi. Lancôme nha, toàn là mùi ngọt dịu quyến rũ, nói chung là nó thiên về mùi quyến rũ sang. Kiểu nó mà mùi sang, mà mùi sang nhưng mà nó quyến rũ á, quyến rũ sang chứ không phải là mùi sang cái kiểu mà mạnh mẽ cá tính đâu, không có phải sang cái gu đó. Không có phải sang cái loại đó đâu nha, hoặc là Gucci. Đây. Đây là Burberry. Đây nha, đây là Burberry, đó cái chai nào cũng full hết, cái chai nào cũng mới. Đẹp lắm, hộp đẹp lắm. Hộp rất là đẹp luôn. Nặng lắm, cái này chắc phải cầm cả nửa ký luôn á, 6-7 lạng luôn á, rất là nặng. Rất là nặng nha, hũ 100ml á. Chị dâu cho em coi thiết kế của mẫu, em ưng mẫu nào thì em nói chị dâu nha. Đó, hoặc là Lelabo thì dâu chưa khui. Lelabo mọi người muốn coi mẫu, muốn coi cái tại vì có nhiều chị á ưng á thì mình về mình tự khui á, nên là dâu không có khui. Chị nào ưng thì mình có thể mình search là Lelabo 313. Ủa 33, Lelabo 33 là nó ra cái form, cái thông tin chi tiết của nó nha. Đây là Lelabo có kèm túi giấy nè, hoặc là đây là ISL. Đây là ISL nè. Ôi mọi người, cái chai nào em thích thì em khui, không thì nói chung là mua, dâu mua để xài là cứ khui tẹt ra thôi. Chị nào muốn dâu khui cái hộp Lelabo thì nói dâu khui cho, đây là chai ISL nha. Rất là sang luôn mà chị nha. Sang quá trời sang rồi. Chai đầu tiên bao nhiêu? Chai đầu tiên là Dior hả? Dior, Dior. Dâu bát chai đó 100ml, bát chai đó 700 đi. Bát 700 nha. Bát 700 đi, không nhớ mua nhiêu. Không nhớ được, bây giờ mà hỏi dâu mua nhiêu là dâu không nhớ đâu. Nhà 100 mấy chục chai nước hoa. Đây nè. Đây nha, chai này nè. Sang cực kỳ, sang cực kỳ sang luôn. Nặng lắm, sang cực kỳ sang. Rất cái gì của mẹ vậy con? Ai muốn coi đồ thì chờ dâu tì dâu lên nha. Gội đầu xong, tóc nó chưa khô. Ấy da, cái gì vậy?
100ml nha, em xài 2 năm chắc chưa hết chai đâu bé ơi. Một ngày xài xịt 2-3 lần cũng tùy em mà, em ưng sao vậy. Đi nhiều thì xịt nhiều vậy thôi. Chai này 100ml nói chung là xài rất là lâu, chốt đi chị. Ok bạn Nhân Nguyễn nha. Rồi chị nào muốn coi nước hoa này em khui luôn, còn không thì em lên khác nha. Tại vì em nước hoa thì em không có muốn bán lắm. Chị nào hỏi em thì em lên cho coi vậy thôi, chứ còn bé này nó hỏi nó chốt xong rồi là thôi vậy đó. Có nhiều thương hiệu lắm, dâu ghiền mà. Đây nè, ghiền lắm luôn, gấu nha, cái này là chai gấu. Gấu Mochino. Gucci em có nhiều lắm, Gucci em ghiền Gucci nên là Gucci em nhiều nhất mười mấy chai luôn. Có nước hoa nam nữa nha, mua cho ông xã em mười mấy chai nước hoa nam mà ổng không ưng, ổng khui đúng 2 chai. Ông nói rồi anh khui 2 chai, anh xài 2 chai luôn. Còn ổng không kêu ổng khui đi mà ổng không chịu khui luôn. Vợ mua tặng cho mười mấy chai luôn á. Ông đi Hà Nội về ông kêu chứ trời đất ơi, cái gì mà mua dữ vậy. Rồi nha mấy chị ơi, ai thấy dâu chấm like cho dâu một cái nha. Nay like bạn xã tặng cho mấy chị này quá trời quá đất luôn. Đồ để đầu like hồi chưa chị nào không coi được, chưa coi được đồ em bé thì em còn vài mẫu đồ bé em xã tặng cho mọi người nha. Còn vài bộ đồ, vài mẫu đồ bé thôi em xã tặng cho mấy chị nha. Chị nào hồi chưa coi like chưa được nè. Hồi chưa coi like chưa được nha. ISL như chị ISL hả? ISL bát 700 đi. Sang lắm, ISL mùi rất là sang. ISL họ đây nè. Trời ơi quá trời người inbox hỏi đồng hồ mà hết mất tiêu rồi. Quá trời người luôn, hết sạch rồi, đợi rồi không biết chừng nào mới có hàng nữa, cũng dặn ở bên hãng người ta. Có đồ bé trai chị ơi, hồi cho em like đồ bé trai không luôn á. Còn sắp có vài bộ thôi chị Kiều ơi, ISL nha, sang lắm. Đây nè. Đây. Sang lắm luôn, chưa xài luôn. Xịt thử một lần thì có, xịt thử thì có nha. Chứ còn nè, còn đầy ắc luôn, xịt thử để mình cảm nhận cái mùi mình xịt ra ngoài nó khác với lại cái mùi, xem thử nó có khác so với, ý là cái độ đậm đà nó có khác so với, khác nhiều hơn so với cái lúc mà nó ở mình ngửi trực tiếp trên nắp chai không. Có để đồng hồ, dạ có, đồ của chị em để rồi. Rồi đồ bé trai nha, đây có một bộ duy nhất nha. Mùi ngọt không chị, mùi sang em, mùi quyến rũ. Mùi quyến rũ nha. Để cho chị đồ bé trai 17kg đây nè chị. 17kg mà cao bao, mà bữa nay nhiêu. Rồi bộ này là khoảng cỡ 20kg nha, trên dưới 20kg. Trên dưới 20kg nha, cỡ khoảng trong độ tuổi từ 3 hoặc 4 tuổi nha. 3 hoặc 4 tuổi trên dưới 20kg cho dâu khoảng 2-3kg đổ về á. Trên dưới 20kg nha, độ tuổi khoảng cỡ 2 tuổi rưỡi tới 4 tuổi nha mọi người nha. Ok chưa, cho dâu mã 1 nha, 49.000. Vải đẹp lắm, đẹp giống như hàng Thái. Vải thun Thái cao cấp á mấy chế, y như là đồ nam hoặc là đồ bé trai dâu đã bán rồi đó. Rồi em còn có một bộ này là size lớn lớn vậy nè. Chị nào lấy thì comment nha. Mã này là mã 1. Mã 1 nha, chấm like lên giùm em đi mà. Đồ 10kg còn một bộ như ao cả máy rửa mặt nha. Bữa chị nào hỏi dâu nè. Bán tặng máy rửa mặt luôn. Chân vay không sợ đâu, ai muốn thì chờ em tìm em lên nha. Ủa cái Nhi ơi. Nhi à. Nhi ơi dục cái mũ này nó văng đâu rồi không biết nữa. Quần thể thao Nhi ơi. Đây chấm like, share like giùm em nha. Em bắt đầu lên sale nha mọi người. Bắt đầu lên sale cho mấy chị nha. Bắt đầu lên sale, bắt đầu lên sale. Đồ bé trai 10kg đây chị ơi, 10kg cỡ trên dưới 1 tuổi thôi. Đồ bé trai 10kg cỡ khoảng 8-9 tháng. 8-9 tháng tới tuổi hơn tuổi thôi nha. Nói chung là khoảng 12kg đổ về. 12kg đổ về nhưng mà size số 2 á. Size số 2 nha chị nha, 10kg chị hay mặc số 2 không? Số 2 nha, size số 2 nha, vải đẹp lắm luôn, 49.000 em bán tặng mọi người 49.000 luôn. Đồ bé em còn có 2-3 bộ gì thôi à. Hết rồi, chưa em bán hết rồi. Nha, quần đẹp luôn, quần dạng quần ngố có túi luôn. Phong quần đẹp lắm, về bé mặc là phong quần đẹp lắm luôn á. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha. Rồi đây là đồ bé cho dâu, mã này là mã 2 ha. Mã 2 49.000 ok chị nè.
Nhi ơi, đi lấy cái kiếm với bút cho mẹ một cái. Dạ. Kiếm cái bút cho mẹ một cái coi. Bút đâu hết trơn rồi. Mã số 2. Coi đồ thì chờ em xíu xíu em lên liền nha, tại vì đồ bé em còn vài bộ em sale luôn. Đồ bé còn vài mẫu em lên luôn mọi người nha, có 20 ký hình như còn 1 2 bộ gì thôi à. Còn 1 2 bộ hoặc là hết. Rồi còn một bộ này thôi, còn một bộ này 10 mấy ký thôi mọi người ơi, 20 khoảng cỡ 15 ký, 16 ký đổ về, 15-16 ký đổ về nha. Mã một nãy có để cho chị rồi, em để mã một cho chị rồi nha. Bộ này khoảng 16 ký đổ về ha. Số cỡ số 3, bộ này số 3, 16 ký đổ về ha, 15-16 ký. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, số 3 nha, bé cỡ khoảng tuổi rưỡi tới 3 tuổi á, 16 ký đổ về nha, tuổi rưỡi tới 3 tuổi mặc được, 16-17 ký. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, số 3, 30 ký dâu hết rồi Trần Hòa, hết rồi. Hết rồi mấy chị ơi, bộ hết rồi, em chỉ còn đồ bé gái thôi. Bé gái thì em còn áo khoác nha, chị nào hồi trưa chưa coi được nè, chuẩn bị em lên em sale đầm, xếp đầm gì sale băng nóc hết cho cả nhà ha. Ai muốn hỏi dâu cái gì mọi người cứ hỏi đi, tại vì em bữa nay em ít đồ lắm, em còn ít đồ lắm nên là em sẽ, chị nào hỏi cái gì thì dâu sẽ tranh thủ dâu lên cái đó. Rồi cái này còn sót một cái luôn. Hết rồi Emily ơi, hết rồi, đồ bộ bé chắc hết sạch rồi, còn áo khoác bé gái thôi à. Rồi áo nỉ sịn sò luôn, rồi tặng cho mọi người 49.000 bao giá toàn Facebook luôn á. Chị nào em nói bốc sĩ mẫu này tệ lắm là bốc 70, còn không là các chị phải bốc, bắt buộc phải bốc gần cả trăm với trên trăm. Rồi còn một cái duy nhất nha sale, bạn tặng 49.000 cho mấy chế luôn. Chị yêu mã này là mã trắng giùm em nha, có túi nè, có túi như áo nỉ nha, form rộng rãi thoải mái. Còn một cái cuối cùng, còn một cái cuối cùng là hết sạch nha mọi người ơi. Bộ gái nha dâu, bộ bé gái dâu không có, dâu chỉ có đầm thôi, đầm bé gái thôi nha. Bộ bé gái dâu hết rồi, đầm bé gái thì dâu còn hai cái, đầm bé gái hàng cao cấp hàng nội địa dâu còn hai cái thôi à. Rồi mã này là mã trắng cho dâu nha, áo nỉ á mọi người, cô tông nỉ á, xịn sò nè, hàng Quảng Châu luôn. Rồi còn đúng một cái nha, bạn tặng nha mọi người 49.000 nha, free size. Mẫu này là nam nữ mặc được, nam nữ mặc được luôn. Ok chị Kiều, đồ bé thì em còn có đây nè, áo khoác bé em còn có 5 cái à, khoác bé em còn có 5 cái thôi mẹ chị ơi. 28 ký có nha, 28 ký áo khoác của bé nè. Đây chị nào lấy thì comment giùm dâu nha, đa số là còn size dưới 30 ký không à, đa số là còn size dưới 30 ký nha, 20 ký tới khoảng 30 ký tùy chiều tùy độ tuổi. Như là bé khoảng cỡ 5 tuổi, áo này là size này là khoảng cỡ 4 tuổi 5 tuổi mọi người ơi, 4-5 tuổi tới 7 tuổi nha, chứ còn 20 ký mà khoảng 3 tuổi là mặc nó bị dài, 20 ký mà khoảng cỡ 5-6 tuổi thì mặc được nha. Ok chưa? Rồi 20 ký tới 30 ký đổ về, như là bé nào 30 ký á thì là phải cỡ 8-9 tuổi thì mặc được, chứ 30 ký mà khoảng cỡ 4 tuổi thì mặc nó hơi ôm nha các chị nha. Hàng hai lớp xịn lắm á, xịn sò luôn nha, rất là xịn luôn, hàng hai lớp xịn luôn. Em còn có mấy cái đấy là mấy màu nè, rồi bán cho mấy chị bộ này. Ủa, áo này 69.000 nha, 69.000 nè nha. Em còn mấy cái hàng này nhập cũng cả trăm rồi, ở ngoài mấy chị đi mua hàng này là 130-160 gì nè, xịn sò nha. Vô còn có mấy cái đây, rồi mã một nha, mã một, con này là mã hai, cùng một size hết, cùng một size nha, 30 ký đổ về, không có size nhỏ hơn và cũng hết size lớn hơn rồi, size nhỏ hơn hết, size lớn hơn cũng hết rồi mấy chị ơi. Rồi mã này cho dâu là mã 2 nha, toàn là hàng hai lớp. Con này là mã 3 nè, áo thêu hẳn hoi. Xinh quá ơi. Mã 3 nha, khoác tìm với chị Lâm toàn mã 3. Đi ra ngoài đi để mẹ làm việc con. Con này là mã 4 nha. Mẹ nó đi ra ngoài để mẹ làm việc. Đó, rớt kéo là đạp vô nữa giờ. Đi ra ngoài. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Máy tính bây giờ chị học bài. Chị học bài không là ngày mai cô giáo kiểm tra chị không thuộc bài là hả? Cô giáo hả? Mắng mẹ đó. Giờ có hai bố con chơi với nhau chồng nhau mà không được nữa thôi. Đi qua chơi với bố đi.
có máy rửa mặt nha, chờ em tí em lên máy rửa mặt cho sale cho cả nhà luôn, khoác tím. Rồi mọi người share like đi, chấm là còn hai cái là hết nè. Rồi mã này cho dâu là mã 4 nha, mã 4 đây mọi người, mã 4 nha. Đây là mã 4, cái đó là bé trai bé gái gì mặc được luôn á. Những cái hình như vậy bé trai bé gái đều mặc được, còn hình như vậy thì là bé gái nha, hình hoa thì bé gái, còn hình chữ thì bé trai bé gái gì mặc được nha. Mã này là mã 5, con này là mã 5 giúp em nha, là hết sạch luôn mẹ chị ơi, mã 5 nha. Vậy thôi là hết, còn gì lẻ rồi em bát luôn. Quần vô mặt có bán nha, chị nào lấy quần thì chốt nha. Dạ chị ơi chưa nha, đơn chị em chưa đi nha, ngày mai em nghĩ là em chốt đơn luôn. Ngày mai vô nghỉ nên là ngày mai vô làm bill hết nha. Ngày mai vô nghỉ vô làm bill cho mọi người hết nha cả nhà. Rồi bộ này còn một bộ nha, để mọi người 39 ngàn luôn, chị nào lấy thì cầm cho dâu mã hoa. Rồi 39 ngàn nha, quần baggy dài, bao đẹp. Thì các 39 ngàn sao mà mua được một bộ đồ vải đẹp như vậy luôn. Em còn đúng một bộ nha, bán tặng cho mấy chế luôn. Đây vừa xả vừa tặng 39 ngàn luôn. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha. 39 ngàn, chị nào lấy thì comment giúp em ha, 39 ngàn. 39 ngàn, mango em còn một bộ màu hoa cho chị Kiều. Mango em còn một bộ bò sữa hồng. Mango em còn một bộ bò sữa hồng nha, chị nào lấy cho mã bò sữa hồng đi. Mango nha, 87 ngàn, còn một bộ để 87 luôn. Còn một bộ để 87 luôn. Rồi bộ đồ 39 ngàn xuất sắc luôn chị Kiều ơi. Đâu ta Nhi ơi. Rồi xịn xò không mấy chị ơi. Này là đồ này em về cho khách sĩ không á, mà em không like luôn, em gần hết luôn á. Không like luôn, em gửi hình cho sĩ là sĩ em nó bóc là em chưa like luôn. Này nhìn gì mấy chị biết không? Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn á nha. Hộp nè, bao bì xịn xò luôn, 1 kg luôn. Hộp này 1 kg này là táo đỏ. Mình ăn không hoặc là mình nấu chè, mình làm bánh đều ok. Mình đổ thạch nè, rồi là mình ăn không như vậy đã ngon rồi nha. Tí nữa em lên cho em còn ít à. Tắp sĩ không à, chứ em họ làm biến lai á. Chờ tí nha, có đồ bảo hộ, đồ có hết nha. Nhi ơi, ra mẹ nhờ cái. Chạy xuống lấy cho mẹ cái bịch, cái bộ bò sữa màu ấy đi. Bộ bò sữa màu hồng á, lấy cho mẹ bộ bò sữa màu hồng. Rồi cái hũ này em còn hai hũ nha, 59 ngàn nha, chị nào lấy cho dâu. Để dưới, chạy xuống dưới thấy bộ nào cũng được, bộ bò sữa màu hồng. Chị nào lấy thì cho dâu này là tẩy tế bào nha, hàng chính hãng của Hay Si luôn, vỏ nhôm. Vỏ nhôm và logo dập nổi nha. Chị nào lấy thì comment nha, hũ gần nửa ký. Đây là muối tẩy tế bào chết, muối sữa nha, nó dẻo giống như là sữa. Sệt sệt á chứ không có lỏng. Nè đổ nó không, đó nó không có bị đổ, yên tâm nha, xài lâu lắm. Một hũ này xài nửa năm. Một hũ này xài nửa năm nha, 59 ngàn hàng chính hãng luôn. Mịn da ngay lần đầu tiên luôn, cam đoan các chị mịn da ngay lần đầu tiên luôn á. Chị nào lấy thì comment đi dâu là tẩy tế bào chết nha. Tẩy tế bào chết em còn hai hũ nè, sale cho mọi người 59 ngàn. 59 ngàn chị nào lấy thì comment. Son môi nữa. Son môi. Son này còn cây này 25 ngàn nha. Son này còn một cây nha, màu này là màu đỏ. Mai gửi đồ em đi dâu ok nha. Son này là son màu đỏ. Tẩy tế bào chết ok chị Kiều, son này là son màu đỏ mấy chị ơi, màu đỏ nha. Màu đỏ cũng không tươi đâu, màu đỏ bình thường thôi, là dạng như là đỏ đỏ cherry á, đây nè. Rồi 25 ngàn son chu nha, bao cho mấy chị, tại vì cái này là em mua về em sử dụng á, em bắt lâu rồi mà nha. Cái hãng này là cái mấy cái lô này là em bắt từ chắc cũng vài tháng trước thôi nè, còn sót đúng cây luôn. Chị nào hỏi dâu á, bữa nay dâu soạn nhà sót cây luôn, dâu để 25 ngàn. Bao thứ nhất là bao mềm môi và mùi thơm. Yên tâm nha, khách nhà dâu nhiều lắm rồi, mua nhiều lắm. Dâu mua một lần mấy trăm cây son luôn á, mấy hãng luôn, cứ một hãng là dâu bốc đủ màu. Vừa về xài tại vì nhiều màu quá, màu nào cũng đẹp á. Coi trên bảng màu á đẹp á. Cái bốc về ưng cái nào thì để lại xài, còn màu nào mình không ưng lắm thì mình lại bác thôi, chia rẻ luôn. 25 ngàn nha. 25 ngàn một cây xài cũng lâu lắm. Em còn có một cây à, mỏ hạng hạng này dâu còn có một cây thôi nha, để 25 ngàn. Ok chị Hằng, chị Kiều luôn. Son cho Nguyễn Kim Yến. Son cho Kim Yến. Rồi đây nha, cái này là dâu còn 3 cây. Trời ơi. Rồi để mọi người 25 ngàn luôn. Son chu á, son chu nha. Màu này là màu cam đào.
Màu này là màu màu hồng đào nè. Hết tỷ tế bào chết rồi gái. Đây là màu hồng đào nha, hồng đào. Đây là màu cam đào. Còn đây là màu đỏ. Đỏ gì ta? Đỏ. Đỏ này như là đỏ gì ta? Nó khác tông này, nó khác so với hai tông. Tông này thì nó sẽ sáng hơn tông này nha. Gọi là đỏ đi nha, không biết đỏ gì luôn á. Cái tông này là đỏ mà đỏ như là đỏ đô á. Đỏ, còn tông này thì nó sáng hơn một tông nha. Đỏ mọi người thấy chưa, khác nhau nha. Rồi em có cây kem, cây đỏ và cây hồng. 25.000 luôn, chị nào lấy thì comment nha. Chị xem máy rửa mặt với dạ đỏ kem với lại hồng 25.000 luôn. Son chu luôn. Em dục hộp đâu rồi, cái nào nó cũng có hộp mà em dục hộp rồi đó. Dục hộp đi đâu mất tiêu rồi. Thơm nha, bao cho mấy chị là mịn mịn môi liền à. Nhiều khi mấy cái dòng của mọi người mua 200 mấy chưa chắc đã mịn đâu, giống như em xài là Hồ Ngọc Hà nè em. Đây một set Hồ Ngọc Hà đây, chị nào ưng em bát luôn á, còn new luôn. Nha, ưng em bát luôn. Còn new luôn Hồ Ngọc Hà nè. Loại này 25.000 mà rất là mịn, rất là mềm. Thơm môi lắm luôn, chị nào lấy thì comment nha, vô sạch quá nhiều. Đây nữa nè. Thôi khỏi đi, khỏi bát. Để đó để dành xài. Rồi áo đỏ có nha, chị có tẩy tế bào chết nha. Đây là bộ bò sữa nè, chị nào hỏi dâu nè. Lụa mango dâu hết nha, dâu còn một bộ cuối cùng để mọi người 87 nè. Lụa mango nha, thích cực kỳ. Lụa này trời ơi, em nói thật, mặc là không muốn mặc satin nữa đâu. Mặc là không muốn mặc satin nữa đâu nha, vì nó bền hơn satin nhiều, nó dày, nó mịn, nó không bị nhanh và nó không bị dễ bị kéo vải, trầy vải như là lụa satin nha. Hả? Không, mẹ đâu kêu đâu. Còn xuống rót miếng nước đi Tảo á. Cho dâu mã này là mã bò sữa cho An Nhiên nè. Bò sữa cho An Nhiên. Đây máy rửa mặt đây. Ủa bút đâu ta? Cái gì mà bữa nào cũng đi kiếm bút không vậy? Đây rồi mẹ thấy rồi. Rồi máy rửa mặt đây mọi người ơi, máy rửa mặt nha. Không nhớ nhập nhiêu nữa, không nhớ, nói chung là em bỏ xỉ không à, chứ không có bán lẻ, em còn đúng 5 cái. Còn đúng 5 cái nha. Đây có một cái dây để mình sạc, nói chung là tiền nào của đó nha. Cái loại này không thể nào so, nói chung là nó cũng y như dòng mà. Có đồ bé hết rồi, có áo khoác bé gái thôi, áo khoác bé gái thôi. Không thể nào mọi người so với cái dòng mà mấy chị mua 5-600 ngàn nha, nhưng mà cầm cái chất lượng của máy, người ta nói của bền tại người. Em sale nha, chứ không có lỗi lầm gì hết. Cắm vô là có, ở đây là mọi người cắm vô đây nè, đó, cắm vô đây nha. Cắm vô, ở đây là nút nút nguồn nè, nút nguồn nha, bật lên là nút nguồn. Xong là bên đây là giảm có điều chỉnh độ rung á. Với lại bên đây nữa, xem khoác bé gái ok nha, nó có cộng và trừ nha. Là độ rung của nó, độ massage của nó mọi người nha. Silicone, máy silicone nói chung là xài ok lắm. Ok cực kỳ nha. Cái này là cái máy này mình xài được mấy kiểu luôn. Ở trên đây á, là để mình rửa mặt á. Khi mà mình rửa mặt nè rồi, hoặc là mình tẩy tế bào chết cũng được. Thay vì mình xài tay không, bây giờ mình không xài tay không nữa mà mình như vậy luôn. Hoặc có nhiều chị á là khi mà sức serum hoặc là gì đó mọi người, thay vì đánh bằng tay nó không thể nào thẩm thấu bằng cục mút, mình xài hoặc là cái máy vậy nha. Mình để vậy, mình lấy cái máy này mình xài cũng được luôn. Còn cái đầu này là để mọi người mình nâng cơ mặt á. Nè, cái này là bằng kim loại nè, đó, mình nâng cơ mặt mình lên nha. Hoặc là khi nào mà mình sức những cái loại mà như là tinh chất á, thì là bỏ cái này vô là nó mát lắm, nó mát cái da mặt của mình á. Rồi, bán xả cho mọi người máy này 65.000. 65.000 nha. 65.000 giùm dâu nha. Ok, là nói chung là nhận hàng 65.000, cái máy này quá trời rẻ luôn. Quá trời rẻ luôn á. Sần sao em còn có 3 máy, 4 máy gì thôi à, nói chung là 5 máy đổ về là hết cỡ nha. Này khách sĩ bốc không mà, chứ là không có muốn lai lẻ. Ok chưa, một hộp nè. Chị nào lấy thì comment nha. Máy massage, máy rửa mặt á, máy rửa mặt nha. Một máy nha em, dạ ok chị nha. Đây nó có cả cái này nữa. Dạ ok lắm chị ơi, em cũng xài mà. Đang căn để mua cái thanh kim loại kia mà mắc quá. Web toàn là đang gom, đang à quên, đang me me sale sale mà chưa thấy web nó sale. Vô toàn triệu mấy, 2 triệu không à. Cái máy mà cái dạng như là cái máy, cái thanh lăng để gì gì đó. Rồi chị nào lấy máy thì cho mã máy nha. Bé Mo một máy luôn. Ok.
Chị nào lấy máy rửa mặt cho dâu mẹ máy rửa mặt nha, 65.000 bán 65.000. Rồi áo này để cho mọi người như ta 19.000 đi, lụa đẹp luôn ha. Chấm like say like hiện logo người chia sẻ giùm em với mọi người ơi. Rồi chấm like say like hiện logo người chia sẻ giúp dâu nha. Cái này cho dâu mã sọc nha, mã sọc 19.000. Bẹt vai cũng được, cao tay cũng được luôn, coi dạng nha, mã 19.000. Đồ bé hả? Đồ bé dâu còn sót hai cái này à. Đồ bé còn sót hai cái này, bán tặng mấy chế luôn nha. Bán tặng cả nhà luôn, size nhỏ nè. Rồi 99.000 luôn đi. Hàng nội địa, hàng nội địa nha. Em còn sót sót hai cái rồi bán 99.000 luôn. Mấy chị ơi, cái này thì khoảng cỡ bé 3 tuổi đổ về nè. Nói chung là bé khoảng cỡ 2 tuổi tới 3 tuổi là mặc đẹp nha. Bé 2 tuổi, 3 tuổi mặc được mười mấy ký, 20 ký đổ về nha. 20 ký đổ về, bé tầm 1 tuổi rưỡi tới 3 tuổi là mặc nè. Còn cái này thì bé lớn hơn một xíu, bé khoảng cỡ 4 tuổi, 4 tuổi tới 6 tuổi nha. 4 tuổi tới 6 tuổi cỡ khoảng 25 ký đổ về. 4 tuổi tới 6 tuổi nha, khoảng cỡ 25 ký đổ về á. Còn đúng hai cái luôn á, rồi bán tặng cho mấy chị bạn 99.000 luôn, hàng nội địa giùm em nha. Hàng nội địa nó không có hàng nội địa khác và hàng Quảng Châu như mình hay mua ở những cái shop bán đồ Quảng Châu là khác nữa nha. Nó làm màu của nó làm toàn là màu nhã nhặn thôi. Nó làm toàn màu nhã nhặn thôi à. Khoác bé gái. Ủa nhưng mà con bà bữa nay nhiêu ký rồi gái ơi, Liên ơi. Bé bữa nay bao nhiêu ký rồi, áo khoác có size tầm khoảng trên 20 ký không à? Khoác mười mấy ký không có, trên 20 ký được không? Trên 20 ký được không gái ơi? Rồi con này em còn đúng hai cái nha, tặng luôn. Có lại về mấy gái đấy nè. Mẫu khác hình như là mẫu khác mà chưa em lấy mà nè, còn có cái nữa mà size lớn còn có cái rồi. Nha, bạn tặng 99.000 luôn á. 99.000 luôn nha, bao sần sào luôn nếu mà size lớn, cỡ 4 tuổi tới 6 tuổi nha. Cái này 3 tuổi là mặc dài á, 3 tuổi mặc được nhưng mà hơi dài tí. Cỡ 4 tuổi tới 6 tuổi là mặc đẹp. 4 tuổi tới 6, 7 tuổi là mặc đẹp nha. 4 tuổi tới 6, 7 tuổi gì đó là mặc đẹp luôn. 99.000 nha. Rồi áo này vô còn hai cái. Này mặc lên form đẹp đúng không? Này lên form đẹp nè, hôm qua em kia gì dâu mới mặc nè. Hôm bữa like dâu mới mặc này em còn đúng hai cái nha, áo len. Áo len nha, áo len, áo len mấy chị ơi, áo len nha. Áo len nha, còn đúng hai cái để cho mọi người 1 15. 1 15 nha, còn một váy đúng rồi, size lớn còn một váy và size nhỏ còn một váy luôn. Size lớn còn một váy, size nhỏ còn một váy nha. Áo này ở ngoài bán khoảng cỡ 180 đổ lên á. 180 nha, hàng loại 1 như vậy á, là mọi người giặt máy nó không có bị xù bị nhão. Không bị xù bị nhão nha cả nhà. Và có một loại hàng các chị chỉ thấy là hàng không mạt. Đúng không? Hàng không mạt thì nó sẽ không xịt bằng hàng có mạt nha. Đúng chưa các chị thấy là người ta đăng là hàng không mạt đúng không? Hàng của dâu là hàng có mạt hẳn hoi nha, xịn hơn, form và chất đẹp hơn hàng không mạt nha. Dâu còn hai cái rồi. Để cho mọi người 1 15. Đúng rồi, 1 15 nha, 1 15 cả nhà ơi, bạn tặng 1 15 nha. Còn cái em nhập vô 135 rồi đó. Nói gian làm con luôn, nhập vô 135 rồi đó. Rồi đồ thể thao, quần u mì. Đồ thể thao, quần u mì, đồ công sở. Chị nào muốn cái gì thì cứ comment nha, muốn lên cái gì thì cứ comment cho dâu nha. Rồi váy hoa. Con này size S nha, con này size S và form đẹp lắm. Con này size S nha, để mọi người 39.000 luôn. 39.000 váy hoa. Đây, 39.000 giùm em nha. Váy hoa nha mọi người, váy hoa, váy hoa. Cổ là cổ thêu nha. Cổ thêu, chị nào lấy váy hoa chốt mã váy hoa giùm dâu để 39.000. Con này size S thôi. Size S nha, chị nào lấy thì comment ha. Thơm quá, cái vải này nó thơm quá. Váy hoa nha mọi người, váy hoa nha. Ôi ai thấy dâu đang coi like, dâu bấm GG tương tác với dâu đi mọi người. Bấm GG tương tác với dâu đi. Đây là cái đồ bảo hộ em có luôn, chị nào coi đồ bảo hộ thì nhắn em lên. Cái bịch này là bịch bột tẩy lồng giặt á, máy giặt của mình nha. Bột vệ sinh lồng giặt, bột vệ sinh máy giặt nha, nó nặng nửa ký. Lấy cho chị thêm một máy rửa mặt nữa em. Dạ ok chị nha. Ok. Rồi. Đây nha mấy chị, đây là bịch này là nửa ký luôn. Cái này là bột nha, bột vệ sinh máy giặt của mình á, nửa ký. Nhưng mà mình xài lâu lắm, một lần mình chỉ xài một ít thôi à. Lắc hở vô coi bình thường mà. Nha.
của Hàn nha, nặng lắm luôn. Rồi bán bịch này cho mọi người 49.000, 49.000 nha, bao sạch luôn. Nhà ai cũng có máy giặt và mình ai mình cũng, nhà nào cũng phải xài cái này đúng không mấy chị? Em còn chắc mười mấy bịch à. Nha, để mọi người 49.000, sạch lắm. Sạch lắm ha. Như dâu thì cũng phải xài thôi. Mọi người nha, bán cái gì thì xài cái đó. Đây là máy vệ sinh lồng giặt, bữa chị nào hỏi dâu nè, mà bữa đó dâu không có bốc hàng ra được tại vì hàng nó nhiều á. Nó đè lên rồi giờ dâu không có lôi được, bữa nay mới soạn nhà đỡ đỡ nè. Rồi chị nào lấy thì cho dâu, mã này là mã bột nha, bột máy giặt nè. Nửa ký luôn, bịch này là nửa ký nha. Quần gì mặc bao nhiêu vậy? Của gì là có nguyên set luôn. Này là bán tắt set nha, tại vì gì cũng gì mặc nguyên set, nó có túi quần đẹp lắm, vải đẹp nha. Vải rất là đẹp luôn, có đủ size luôn mấy chị ơi, có đủ size luôn. Quần dâu mặc đây nè. Quần mặc vải đẹp nha, bán quần này 95.000. Quần 95.000 ha. Có nguyên set luôn á. Có áo nữa. Khoác bể hả mày? Yếu hả? Mấy chị coi không được hay làm sao? Coi không được hay sao? Dâu không thấy ai chấm luôn á. Bấm GG tương tác với dâu một cái nha mấy chị ơi. View cũng gần 40 view luôn mà sao không thấy ai nói gì luôn. Khoác bể đi nha Liên ơi. Hồi nãy tôi nói bà là áo khoác bể là có size 20kg đổ lên không à. 20kg đổ lên, dưới 30kg đổ về, cỡ khoảng 27-28kg đổ về mặt đẹp á. Chứ không có size nhỏ nha, dưới 20kg là không có size, ok không? Logo này là logo theo nha, cho dâu mã này là mã 1. Mã 1 hello Thanh Hiền. Mã này là mã 1 nha, mã 1 nha, 69.000 bán tặng luôn, 69.000 hàng hai lớp xịn sò luôn á gái. Có túi luôn, có túi hàng hai lớp xịn sò nha. Set là cả áo, không phải. Lấy cho cả 20kg đi. Cái này là 20kg con bà mặc chắc hơi rộng xíu á. Hơi rộng, con bà khoảng 4 tuổi chứ 4-5 tuổi đổ lên thì mã mặc được. 4-5 tuổi đổ lên thì mặc được nha. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Chị Hân Hồ nè. Không, bộ gì mặc set là khác nha, set là áo khác. Chị em trông like bộ đùi hoài, like bộ đùi hồi chưa giờ. Em nói là chị dâu lên nhiều mà. Chị dâu lên nhiều bộ đùi mà bé, 69.000 mã 1 cho Hân Hồ. Mã 1 dâu còn cả nha. Đây nè, cả set của nó áo là áo tay dài á Thúy, áo có nón tay dài. Áo có nón tay dài nha. Rồi, có màu đen và màu trắng, quần đen, áo trắng và áo đen. Nó 4 tuổi rồi, gần 18kg rồi, vậy thì mặc rộng nhưng mà chiều dài thì có thể là vừa. Mặc rộng nhưng mà chiều dài thì cũng có thể vừa nha, tại vì nó là size S nhỏ nhất rồi. Size S nhỏ nhất á. Áo có nón tay dài gái. Đây, bộ gì mặc đây. Áo có nón tay dài nha. Nó sọc một bên, nó hợp với lại sọc của quần nè. Đây nha. Rồi. Tặng cho mọi người chị nào. Set này bao nhiêu được ta? 175.000. 175.000. 175.000 nha, nó gian tắt mất lọc luôn á, lỗ nha. Nhập con này 180 luôn á. Em còn trên nữa hai đen hai trắng, hai đen một trắng á. Hai đen một trắng á. Cái vải này nó không có nhăn. Mát nha, cái loại này là chất gì không biết luôn. Không biết chất gì đâu, hai quần chất khác và áo chất khác nha. Quần chất khác và áo chất khác không biết gọi là chất gì. Giờ mà hỏi chất là thua. Không biết chất gì. Rồi mã này cho dâu là mã 2 nha. Mã 2 đây. Áo khoác bé dâu còn mấy mã thôi à. Mã này là mã 2 nha. Đồ người lớn thì dâu lên xét liền nè. Bé hạnh phúc bình yên. Dâu lên xét đùi. Nhưng mà xét đùi hồi chưa dâu có nói mà. Dâu có nói là xét đùi kiểu với lại xét đùi thun. Dâu hỏi là muốn lên xét gì, dâu lên xét đó. Dâu có xét kiểu và xét thun nha. Đâu biết là ưng xét gì đâu. Mà hồi chưa có lên nhiều xét quá trời luôn. Hồi chưa lên nhiều xét lắm. Rồi con này là mã 2 giùm em nha. Hoa thêu nha. Con này nè. Đây con này là hoa cúc thêu nha. Mã này là mã 2. Mã 2 hoa cúc thêu, có thêu phía sau lưng nữa. 40kg thì áo thì nó suông suông. Quần thì có size. Quần thì có size. Nguyên set có size. Nhưng mà áo của nó thì nó là form suông á. Chứ không có ôm. Áo của nó là form suông suông á. Chứ không có ôm nha. Rồi con này là mã 3. Con này là mã 3. Rồi còn cái nữa là hết cuối cùng nè. Đây. Con này mã 3 giùm dâu nha. Con này mã 4 là hết. Mã 4 nha, 1, 2, 3, 4, dâu còn 1, 2, 3, 4 là hết đó. Để dâu lên đồ người lớn nha mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4 giùm em nha, 1, 2, 3, 4, chị nào lấy cái nào thì comment. 1, 2, 3, 4, xét đùi mà hỏi bà là lên xét đùi kiểu hay là đùi kiểu nè. Size của Hạnh Phúc Bình Yên luôn là bộ này nha. Còn một bộ cuối cùng, rồi để cho mấy chị 125.000 nha, bộ này nhập vô 160 rồi. Hàng mới về ngày hôm qua này, dâu còn bộ cuối cùng sale. Tặng cho mấy chị 125.000 bao đẹp nha.
dày lắm, mặc đi chơi đi công sở thì được mà. Đi chơi thì mặc nguyên set, đi công sở thì mình tắt áo ra mình mặc thôi, màu nâu tay. Nâu tay nha, Dâu còn một bộ cuối cùng, chị nào lấy thì comment ha. Chị Dâu mã set nâu. Set nâu 125 giúp em đi cả nhà, dày lắm. Set nâu nha, set nâu. Bà coi được chưa vậy Liên? Liên ơi bà coi được chưa? Set nâu nha, set nâu, chị nào lấy set nâu chốt set nâu này. Rồi đó, nãy giờ tôi hỏi con mẹ hạnh phúc bình yên mà tôi hỏi nó lên set đồ nhưng mà đồ đồ thun hay là đồ kiểu để biết đường like, tại vì bà đợi từ trưa tới giờ rồi mà không thấy trả lời luôn. Không biết nghe không nó lại vô biết đường. Chứ không mà ngồi cứ gào như vậy. Cứ nói như vậy cái tối hồi lát hồi vô lại hỏi nữa chắc chết. Set đùi đồ bộ giải giống bữa đồ của Linh Nguyễn chứ không phải kiểu chị. Hồi trưa em có đặt set đùi rồi. Không, không có nha, set ngủ đó là không có đâu. Đây nha, set này nè. Rồi đất ơi, má ơi, nó xịn sò luôn. Bạn tặng cho mấy trẻ 69 ngàn nguyên set theo luôn. Nguyên set hàng theo nha. Nguyên set hàng theo. Được vài giây nó lại quay tròn. Rồi, có 3 màu nha. Đen, trắng, và ố đen, hồng và xanh. Không xịn không lấy tiền, vải đẹp nha, form rộng rãi, có đủ size. Có size với lại logo là logo theo nha. Đó, màu xanh đây, em bán 69 ngàn, bán tặng cho mấy chị em còn 3-4 set gì thôi. Bán tặng mấy chị nha, còn 3-4 set thôi. Ok chưa, xịn lắm mấy chị ơi, 69 ngàn. Hàng này nó bán đã hơn 100 ngàn rồi đó. Cái set này nó bán, tóc gội tới giờ chưa khô luôn. Set này nó bán tới hơn 100 ngàn rồi, hàng theo nha. Đây nè, mẫu mới về ngày hôm qua luôn, dính trung thu nên là em bán tặng cho mọi người luôn á. Dính trung thu nên là vô bán tặng cho mấy chế luôn đi nè. Chứ hàng này mới về ngày hôm qua, mới like cho mọi người hồi tối đó, hồi tối vô mới mặc like xong. Đây là set đen nha, vô cả set đen nè. Đây là set xanh. Xanh và đây là hồng, ai lấy màu nào thì comment nha. Đen xanh hồng 69 ngàn, logo là logo theo và nó rất là nặng. Rất là nặng. Có size nha, 35kg tới 65kg có size ha. Từ 35 cân tới 65 cân là có size và có 3 màu. Đây em lên mã này, sale mã này cho mấy chị nha. Có lẻ chân váy và lẻ là nguyên set và lẻ chân váy luôn. Chị nào ưng kiểu gì em bán kiểu đó. Chân váy thì em đang còn SML XL. Chân váy là đang còn đủ size nha, SML XL dài qua gối. Trời ơi set này đẹp lắm chị Kiều ơi. Đi chơi đi công sở ok luôn. Chân váy dài qua gối nha, chân váy thì đang có đủ size SML XL. Chân váy đang có đủ size SML XL nha. Áo thì ủa vậy là vẫn còn đủ size đó, áo vẫn còn đủ size luôn. SML XL vải rất là đẹp. Vải rất là đẹp. Em bốc mã này hơn 200. Bốc mã này nguyên set là hơn 200 rồi. Rồi bán cho mấy chị nha, giá hết hồn luôn nè. Giá hết hồn nha. Bán chân váy 69 ngàn. Chơi không? Xịn lắm, bao cho mấy chị giặt không xù, không nhão, không ra màu luôn. Không xù, không nhão, không ra màu ha. Chị nào mua đầm vét bên Dâu là biết chất rồi. Đó, chất xịn như vậy luôn, không mỏng nè mọi người thấy chưa? Không mỏng nha, nè hình ảnh phía sau là không thấy luôn mọi người ha. Không hề mỏng luôn, nút xịn sò luôn. Rồi, bán à, bán chân váy cho mọi người 69 ngàn. Áo bán cho mấy chế 89 ngàn luôn. Chân váy 69, áo bán tặng mọi người 89 ngàn luôn ha. Ok chưa? Quá trời đi nè. Chị nào lấy thì comment giúp Dâu nha. Ai lấy thì comment giúp Dâu nha, đây là áo nè. Sao bữa nay không thấy, ủa cũng có, sao không thấy ai tương tác với Dâu vậy ta? Cũng ba mấy gần 40 view chứ. Mà sao mấy ai nói gì với Dâu hết trơn vậy? Bấm GG tương tác với em cái mọi người ơi. Mặt yếu hay là làm sao hả? Mấy chế comment cho Dâu biết nha. Chưa im vậy hả? Nói một mình nãy giờ không biết sao mò, không biết sao lần luôn. Tự nhiên tóc bữa nay nó gội đầu nó... Tới giờ nó còn chưa muốn khô ta. Đầm nha, đầm này size L. Đầm này size L nha, Dâu còn cái để cho mọi người đầm này 69 ngàn. Nguyên một đầm nha, đầm size bự nè. Đây nha, dập ly á. Đầm này là từ lưng, từ eo á. Từ eo xuống, đầm dài nha, đầm maxi dài. Vải lụa mango á, vải như đó là lụa mango mày chứ. Lụa hàn, lụa mango gì nè, nói chung là dày. Mát nha. Cái phần từ đây xuống là nó dập ly hết nha. Dài từ mắt cả chân nó dập ly hết nè. Có dây beo cổ tiểu thư nha, màu này là màu kem sữa. Đây có dây buộc eo nữa. Size L giúp em nha. Rồi bạn đầm này 69 ngàn. 69 ngàn bao chất đẹp giùm em ha, bao chất đẹp nè.
Đi vô mã đầm nha, đầm size L. Đầm size L, một set chân vải áo luôn nhé. Dạ ok chị yêu. Có đồ bảo hộ nha, chị nào ưng coi đồ bảo hộ nè. Đồ bảo hộ, đồ bảo hộ vô có luôn. Một set này mấy chục thôi. Còn ít quá lời like á. Tắp sĩ không mà cái còn còn chắc 5-3 set hay 5 set gì thôi. Thôi lời like quá. Like quần áo đi. Chân vải công sở, quần thể thao. Chân vải công sở quần thể thao nha, chân vải công sở quần u mì thể thao. Ví, ví cầm tay. Chị nào muốn coi ví cầm tay nói em lên nha, áo ngực. Đây áo ngực nha, áo ngực bao đẹp luôn. Áo ngực nha cả nhà ơi, cho mấy chị coi áo ngực là dâu có size 32, đầm đó chị vừa không? Đầm nào ha? Ủa đầm nào hả? Đầm đó chị vừa không? Ủa em mới like đầm gì em quên ta? Em mới like đầm gì em không nhớ luôn á. Nhi ơi, chân vải công sở nha, chờ lấy cho mẹ rót cho mẹ miếng nước coi. Với lại hồi trưa để kẹp tóc mẹ đâu, lấy đây cho mẹ nè. À đó là à đầm đó chị vừa. Nhưng mà hình như chị có rồi, hồi đợt trước chị lấy rồi. Mai dùng đơn gửi em ok nha. Hình như là hôm bữa chị lấy rồi đó chị Phượng ơi. Hình như là chị có lấy rồi, em nhớ là chị có lấy rồi đó. Hồi chiều mẹ đưa cho con cất cơ mà. Đưa cho em nè, con kiếm chỗ bàn coi hoặc là lên hỏi em coi. Áo ngực nha, cái này là không gọng, chắc là không cần phải quảng cáo loại này nhiều nha. Ờ, chỉ cần là nhận hàng mà so với giá 89.000 mà nó không ok thì dâu tặng luôn. Nè, may thông hơi nha, mọi người coi kỹ giùm em nha. May thông hơi mọi người thấy chưa? Form này là form nâng ngực và áo không gọng nha, rất là dễ mặc, đặc biệt là mặc áo dài dung ngực lắm. Đặc biệt là mặc áo dài nha, vì nó định hình cho mình rồi, định hình cái khuôn ngực cho mình rồi. Nó như vậy luôn mấy chị nha. Không có bị bè ra, nói chung là nó gom ngực mình vô, khích và nó nâng nữa ha. Nè, nâng bàn tay nè. Rồi 89.000 dâu có đủ size, hai màu nha, hết màu rồi. Con này có 5 màu luôn mà hết rồi. Em còn màu đen với màu hồng nha. Màu đen với màu hồng. Áo nâng ngực không gọng, bao mặc áo dài lên form đẹp luôn. Bao mặc áo dài lên form đẹp luôn nha. Mặc áo dài là nó nội y thì nó hơi kém nha, kém hơn những đồ khác. Mà đồ áo dài mặc đẹp thì mọi người mặc đồ kiểu đầm rồi các thứ là nó đều ok hết trơn rồi. Mấy chị nha. Đó. Thiệt sự không có kẹp đen à. Mất một cái là mùa này mua đâu ra. Mùa này sao mua được cái một mình cái kẹp đó, không là không có kẹp được. Tạ chưa có. Chứ con pha nước gì vậy? Đấy, tạ có bao nhiêu chưa lạ. Nó nhầm. Không thể thả cục đá vô. À, cũng hết rồi. Áo ngực nha, chị nào lấy thì comment cho dâu này. Trời ơi, sao mà trả lời dâu hết trơn vậy luôn á. Hỏi mà ai muốn coi gì comment cũng không comment luôn. Rồi không thấy ai nói năng gì hết trơn luôn.
ủ môi nha, chị nào coi ủ môi không, em lên ủ môi cho. Ủ môi còn mấy hũ ủ môi nè. Ủ môi với tẩy tế bào. Đây. Ủ môi. Ủ môi nha, ủ môi hàng chính hãng của Lanny nè mọi người. Hàng chính hãng của Lanny nha. Một hũ này xài lâu lắm đây. Bao mềm môi luôn, ủ môi nha. Ủ môi hàng chính hãng của Lanny luôn. Cam đoan 100% là hàng chính hãng nha. Còn hàng nhái thì mấy chị ơi, hàng nhái thì đừng tính nha. Hàng nhái chắc một hũ này không biết luôn. Nhưng mà nói chung là hàng nhái thì mọi người xài, thứ nhất là nó không có hiệu quả đâu. Ok chưa? Này là bao hiệu quả luôn á. Bao chuẩn hàng chính hãng luôn nha, chuẩn Korea, hàng chính hãng của Hàn luôn mấy chị nha. Lanny nè. Chị nào lấy thì comment giùm dâu nha. Hũ này bán tặng cho mọi người nhiêu ta, còn mấy hũ à? Hồi đợt đầu là nó về hũ bự, hũ bự hàng của Thái Lan, còn đợt này là hàng chính hãng của Hàn luôn. Mấy chục ta? Không nhớ, để coi em nhập vô nhiêu. Bán tặng cho mấy chị này còn có mấy hũ à? Không nhớ bill. Sáu mươi chín ngàn bán tặng mấy chị, 69.000 nha. Còn quần ống đứng, quần ống đứng là quần sao bé, quần tây hay là quần thể thao hay là gì, 69.000 nha mấy chị, 69.000. Hồng môi luôn à, hồng môi lắm luôn, hồng môi nha, cam đoan là hồng môi, cam đoan là hồng môi, hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Bản này nó có hàng Trung nè, hàng Thái nữa nè mọi người nha. Bản này có hàng Trung, hàng Thái, hàng của Hàn, chính hãng của nó là của Hàn đó. Đây là tẩy tế bào chết, hàng của Nga đúng không? Quần tây hả? Quần tây ông đứng chắc hết rồi. Quần tây ông đứng chị dâu chắc hết rồi. Hết rồi. À con, quần tây ông đứng con size S à. Size S thôi à, em size M mà, vậy chắc không vừa rồi. Đây là tẩy tế bào cà phê và quế hồi nha. Hàng của Nga này xài thơm lắm. Chưa khui mà để vậy là đã thơm rồi nè. Đây. Quế hồi nha, mùi cà phê, mùi quế và mùi hồi nha mọi người. Mùi cà phê, mùi quế và mùi hồi, hũ này xài rất là lâu luôn. Hũ nửa ký nha. Hũ nửa ký giúp dâu nha. Chắc cũng cỡ gần nửa ký á. Gần nửa ký nè. Bán hũ này cho mọi người 99.000. Ở ngoài đang bán cỡ khoảng 130 á. Ở ngoài đang bán khoảng 120-130. Eo 69 dừa. Eo 69 dừa quan trọng là mông. Dâu có mẫu như vậy nè. Eo 69 thì bao vừa nha. Đây. Hàng này nguyên set luôn. Hũ môi cho Nguyễn Phượng đây nha. Eo dâu là eo 7. Đang lên ký eo dâu khoảng cỡ 70 á. Eo dâu hôm bữa dâu đo trên live cho mọi người là eo 71, mông 90, 91 này. Eo dâu hôm bữa là 71 luôn á. Eo 69 mặc ok nha, eo cỡ eo 69 tới eo khoảng 71, 72 độ về này bé. Form quần đẹp nha, không có bị nhăn, bị đùng đâu này. Dâu đang mặc hai quần đó. Dâu đang mặc hai quần và lưng cao vừa, chuẩn ngang rồi, nói chung là vừa nha. Dâu đang mặc hai quần nè. Quần ống đứng nha, quần ống đứng. Màu đẹp luôn, có hai màu. Màu đen và màu trắng, cái này có nguyên set luôn, nguyên set vest á. Mà dâu có bán tắt nha, tại vì dâu để hai mặc hai màu luôn á, size S không à. Size lớn là hết rồi. Dâu mặc hai màu á. Nhưng mà áo vest chắc là không bắt đâu, chỉ bắt quần thôi nha. Nè dâu mời bà nó con này nè, mà dâu để tại vì sang á, xà mặc lên cả ông xã dâu thích rồi. Quần tây dâu nhiều lắm, áo vest thì dâu được có 7-8 cái thôi. Rồi áo vest dâu để chắc là áo vest không bắt đâu mọi người. Đẹp là rất là kỹ luôn. Ha, rất là kỹ luôn. Với set Puma ok nha, eo 64 sao gì chị cũng size S thôi à. Eo 64 70 mặc size S thôi à. Eo vô 70 á, eo vô 70 nè, size S này nha. Eo 64 thì chương phụng chủ yếu là mông thôi, chứ còn eo 64 thì cũng mặc size S, chứ giờ đâu còn size nào nữa đâu nha. Dâu nguyên set này mà dâu bán hôm bữa cho mọi người là 495.000, là bạn giá như là giá dâu bốc đã 520 rồi. Hôm bữa là dâu sale cho mọi người 495.000 mà dâu hết rồi. Hết nha, size S vô đâu bán đâu. Hết, ý là bán hết rồi, dâu còn chưa hai màu để dâu mặc. Mẫu này có ba màu luôn. Form đẹp lắm. Chị nào ưng thì em bắt quần thôi, chứ còn áo thì chắc không bắt. Em chắc cỡ chị dâu á, em chắc vừa á, bé Mỹ Nhật. Set vest dài nè. Sang mà. Nó may kỹ lắm luôn mọi người thấy chưa. Mông hình như gần 100 mông mà gần 100 mà mông chương phụng chắc khoảng cỡ 94 thôi à. Mông trên chương phụng cỡ 94 thôi à. Sợ không tới cỡ 92, 94 thôi à.
Nhỏ bạn dâu mông 95 á, nhỏ bạn thân của dâu mông 95, mà ra mông 95 mà nhìn nhìn bự hơn Trương Phụng, tròn hơn Trương Phụng nữa. Đây nha, cái thước dây đâu ha, để đo cái chiều này là biết liền nè. Còn áo khoác nào không bác em cài áo khoác hả? Áo khoác cái này ở trên cùng thì lôi ra bác được, tôi mặc luôn á, new luôn, new luôn nè. Là bác 99 ngàn, hàng này vô đi mua đã hơn 200 rồi. Hàng này vô đi mua là hơn 200 nha. Cam đoan là chưa mặc, đang còn mới tinh luôn. Rồi bác 99 ngàn luôn đi. Bao đẹp nha, áo khoác len. Khoác len nha, khoác len được không? Hay là muốn khoác dạng thể thao? Có khoác len này rồi, dạng khoác thể thao ok nha. Nói chung là form quá đẹp luôn. Coi dạng thoải mái nha. Chị nào lấy khoác vàng, chú khoác vàng cho dâu. Hỏi thì dâu bác chứ còn dâu cũng không có muốn bác lắm. Nha, dây kéo là kéo lên thoải mái. Muốn kéo tới đâu thì kéo. Cái quần đó ok không? Để chị dâu ok không? Mỹ Nhật, mọi người ưng không? Để dâu đọc giá cho nguyên set 295, mà cái áo thì cái quần thì bác nhiêu được ta? Nguyên set tính mọi người 460 đi ha. Áo khoác cho Trần Hóa. Chị ơi, khách mới là phải khách mới, mà chị ở đâu vậy? Chị Trần Hóa bữa giờ coi like em cũng nhiều nè, mà khách mới nữa, chị ở đâu vậy? Lên thông tin địa chỉ giùm em nha chị ơi. Bao sịn sò luôn, vô mua 200 mấy nhận hàng không sịn sò trả về cho dâu. Hàng này vô mua nè, đâu có bán đâu, hàng này vô mua nha. Lên thông tin số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị ơi. 99 ngàn ha. Rồi đồ vest nha, vest như vậy á, ưng không? Để dâu xếp vest chị Đăng. À xếp vest dâu Đăng hả? Xếp vest dâu Đăng còn hai màu à. Với set Buma là dâu lai hả? Set Buma là dâu chưa có. Set Buma đây nè, coi set Buma trước nha. 69 ngàn bao xịn. Khoác thể thao không dâu, áo khoác thể thao có. Áo khoác thể thao có, không nón, có nón và không nón luôn. Ưng loại nào? Đây, màu đen, bao vải đẹp luôn ha. 69 ngàn, bao vải đẹp luôn. Ok Trần Hòa, nhớ inbox cho dâu nha. Cọc cho dâu, nếu mà mua ít thì cọc 20-30 được rồi. Chắc có vậy thôi chứ, đi đơn là dâu trừ hết mà, yên tâm nha. Rồi Buma theo nha, hàng theo 69 ngàn, nhận hàng mà không xịn như hàng mấy chị mua 120 á thiệt luôn, tặng luôn nha. Xem hàng thoải mái luôn này, nhận hàng mà không xịn như 120 tặng mấy chị luôn. Chị nào có 3 màu nha, Mỹ Nhật có 3 màu ha, có 3 màu mấy chị ơi, có 3 màu nha. Xếp vết chị dâu đăng hình thì có còn 2 màu. Xếp vết dâu đăng hình là còn 2 màu nha, nâu tây với lại đen. Nâu tây với lại đen nha, để mọi người 115 ngàn. Khoác cao nón dấu hết phong dài, khoác cao nón chỉ còn phong lửng thôi. Khoác cao nón dấu chỉ còn phong lửng thôi, ok không? Được không gái? Khoác cao nón là phong dài hết nha, phong lửng, còn phong lửng thôi. Đây, vest đây. Hai màu đen với nâu tây, ba màu mà hết rồi, màu kia hết rồi, ba màu và màu kia hết rồi, còn hai màu đen với nâu tây nha. Có size em luôn á Mỹ Nhật, size em luôn nha. Bán 115 ngàn, rẻ chưa? Vừa sang vừa rẻ vừa xịn nữa, nặng trịch. Vừa sang vừa rẻ vừa xịn nặng trịch luôn, có hai màu nha. Còn có vài set là ba màu mà hết rồi, cái màu dâu đăng tại vì cái màu tự nhiên hồi trưa dâu chị đăng có một màu đó à, giống quỷ dễ sợ. Đây set vest đây, sang lắm. 115 nha, chị nào lấy thì comment cho dâu. 115 115, áo khoác có nón, set nâu và bộ xanh Buma, ok em. Nặng chưa? Bộ 69 ngàn mà nặng dữ vậy đó. Set vest này dạ không có sai chị. Trời ơi nó nặng ghê không nè, nặng quá trời. Ai ưng quần u mì không? Sao quần u mì luôn, quần u mì nha. Chị nào ưng quần u mì không? Quần dài á, u mì quần dài nha. Xếp thể thao u mì quần dài, em bán tặng cho mấy chị luôn nè.
Bạn tặng cho mọi người ô mì quần dài. Ủa, ủ môi cho Hồng Phượng này quên. Giờ mới sực nhớ. Set này dâu cũng còn có một set à. Set này còn một nâu tây và một đen nha, rồi sale luôn 99.000. Chơi lớn chưa? Chơi lớn cho mọi người luôn nha, một cái một áo và một quần. Ok chưa? Này là mặc nguyên set, tắt set gì cũng được luôn. Em còn đúng hai set, một đen một nâu. Một đen một nâu nha, sale 99.000. Áo này không đã đáng giá hơn 100.000 rồi nè mấy chị. Áo này không nào đã hơn 100.000 rồi đó. Tay bồng nha, may kỳ công luôn. Rồi áo này không đã hơn 100.000 rồi, em bán nguyên set luôn á, bạn tặng cho mấy chị luôn. Quần có túi nha, quần có túi và có dây kéo nữa. Ok chưa? Hàng mới về hôm qua mà, đâu phải hàng cũ đâu, hàng mẫu mới về ngày hôm qua nha. Còn một đen một nâu tây rồi sale cho mấy chị 99.000 nguyên set. 99.000 nha, 99.000 nguyên set set kiểu. 99.000 giúp dâu. 99.000 ha, chị nào lấy thì comment. Áo khoác hả? Áo khoác con nó là nó như vậy nè em nè, nó form như vậy nè. Hàng xịn lắm bé, hàng xịn lắm. Form đẹp nữa, bao form đẹp, áo form lửng. Em mặc nhưng ủa quên, nó tay ngắn, nó tay ngắn nha. Dâu có cả tay dài cả tay ngắn, không biết em ưng loại nào, có tay dài có tay ngắn luôn. Khoác có nón, có vừa tay dài vừa tay ngắn nha, không biết em ưng loại nào. Lụa tằm á, lụa tằm nha, đây là khoác nón tay ngắn. Em lấy nâu nha, Trang Nguyễn. Trang Nguyễn lấy nâu. À ok, set nâu. Set nâu, chị có về Đồ Nam không? Không, chị dâu không về Đồ Nam. Dịch như vậy hàng nó cũng hạn chế lắm. Dịch như vậy hàng nó hạn chế lắm, nhất là Đồ Nam. Đồ Nam với Đồ Bé thì mọi người phải nhất là Đồ Nam, Đồ Bé thì Đồ Bé thì chắc mấy nữa bốc được hàng. À mai em, mai em qua chị được chưa bé? Mai qua chị được chưa bé Trang Nguyễn ơi? Chị dâu sạc đồ em rồi nha, mai qua được thì nhắn chị dâu. Tay dài hả, dâu có hồng, có trắng nè. Không, em mua nguyên set luôn đi lộn. Áo khoác con nó là cái này là nó nguyên set rồi, chắc là không tách đâu. Có tách không ta? Nó nguyên set luôn á. Form đẹp lắm luôn, nó nguyên set vậy nè. Chị dâu chỉ có mẫu này thôi, em ưng thì chị dâu tách ra luôn. Trời ơi, cầm chất là sướng lắm, nó dày gấp 3 lụa. Nó dày gấp 3 lụa satin luôn. Đồ mặc nhà mọi người mặc lụa satin nó dày gấp 3 luôn. Nhưng mà nó không phải lụa satin đâu, nó xịn hơn lụa satin nhiều. Mà nó dày gấp 3 lần. Đây nha, nó nè, thức bo eo thì nó rút lên. Thức bo eo thì rút lên một xíu. Thức bo eo thì rút lên một xíu xíu nha, tay dài vải mát cực. Một cái áo ba lụa phía trong. Kèm một cái quần nữa, form jogger. Quần thể thao form jogger nha. Mấy giờ cũng được, có gì mai nhắn chị dâu. Mấy giờ cũng được nha. Ồ, đẹp lắm luôn, em lấy nguyên set đi bé. Không thì ưng áo thì dâu bà nào cho. Có ba màu, hồng, đen với lại trắng. Hồng, đen, trắng nha. Khoác còn nón dâu cả mẫu này thôi à. Hồng, đen và trắng. Sang quá trời, dễ thương quá trời. Vải dày nha, lụa, lụa tầm. Lụa tầm dày, dày gấp 3 lần lụa satin. Ok chưa? Có ba màu nha, màu hồng nặng lắm, cầm một bộ nặng lắm nè, cả ký luôn á. Có màu hồng, màu đen và màu trắng nha. Hồng, đen và trắng ha. Rồi chân váy công sở, sale chân váy công sở cho mọi người nha. Chị nào ưng không cả nhà ơi, sale chân váy công sở cho mọi người 70 thôi. Không, khoác hai lớp hết rồi, khoác hai lớp không có hàng đâu. Nay dịch lắm không có hàng đâu gái, không có hàng đâu. Đầm, đầm rồi quần quần u mì, quần thể thao. Đầm nè, quần u mì, quần thể thao, rồi xét thể thao, rồi mọi người muốn cái gì thì nói vô lên nha. 10 giờ đang sớm nè.
Chị chưa nhận được đơn nào luôn à? Và hàng bị kẹt đó, nhất là những đơn to. Những đơn to là nó liệt vô những đơn cồng kềnh. Đơn to nặng cồng kềnh là nó đang giam bởi vô cục hết đó chị ơi, em rầu ghê luôn á. Giờ nhắc tới đơn em rầu ghê luôn á. Tiền ngâm một đống luôn á, ở bưu cục nó ngâm tiền em cả đống luôn á chị ơi. Mà giờ em cũng kêu nó đưa hàng lại để mình chuyển dịch vụ khác cũng không được, vì nó không thể nào nó kiếm ra hàng mình vì nó nhiều. Mà kêu nó chuyển đi á thì giờ ở bưu cục tỉnh nè hoặc là bưu cục ở Sài Gòn là nó bị giam ở hai bưu cục đó. Giờ em không biết hối kiểu gì luôn á chị ơi. Giờ chỉ biết nói mọi người thông cảm cho dâu thôi, chứ giờ dâu gần như là thuộc bỏ tay luôn rồi, giờ không biết làm sao luôn á mọi người. Giờ em không biết làm sao luôn á. Sale luôn nha. À còn một đen một xám sale luôn cho mấy chị này, dày ghê không? Em nói hàng này các chị đi vô những cái trang nào, những cái chỗ nào mà bán hàng này, hàng theo nha, dày như vậy nè, bao bì xịn nè, chuẩn hàng nhập về luôn đó, phải bán cho mấy chị hơn 300. Hơn 300 nha. Rồi giao bán cho mấy chị 175. Giao bán cho mọi người 175 nè. Y như hàng mấy chị mua 400 luôn. Xịn chưa? Rồi 175 nha, nhận em nói là nhận. Hàng này mà nhận hàng mấy chị cũng không tin là 175 luôn, nó nặng, nó dày, nó nặng, nó thể thao. Nhìn bao bì nó là thấy độ xịn của nó chưa mấy chị? Nhìn bao bì là thấy nó xịn ngút ngàn rồi ha. Nè, ở ngoài bán bộ này hàng phất, hàng nhái lên, hàng xưởng may lên nó mỏng hơn. Nó mỏng hơn hơn một nửa luôn á, chứ không phải mỏng được một nửa đâu. Nha, hàng chính hãng xịn sò như vậy. Vải dày thì lên form nó đẹp nữa. Đây, nó bán gần 400 không à, 300 mấy không à. Quần có túi nha. Dày lắm, không hề mỏng đâu mấy chị nha. Mặc nội y không có bị lộ đâu, vì vải dày rồi nha. Em có bộ xám bộ đen. Bộ xám bộ đen này mặc nguyên set, tắt set gì ok nè, chữ là theo á. Free size nha, lưng co giãn nên free size. Chị nào lấy thì comment nha, bộ xám bộ đen sale 175 luôn. Sale 175 nha, hàng này em bốc hơn 200 á. Hello Trần Vân nha, hàng này đã bốc hơn 200 rồi, còn có hai set là đúng hai set hết hàng. Ôi ai muốn hỏi dâu cái gì, muốn coi gì mọi người cứ hỏi nha. Cái này em còn ha, còn một cái, còn có một cái cuối cùng. Chị nào lấy em để 39.000 nha. Cái này là mình để muỗng đũa nè, nói chung là để nhà bếp hai bộ luôn nha. Ok chị Hồng Phượng, đồ thể thao nhiều bộ lắm chị Hồng Phượng ơi. Lên cho chị coi mẫu này nè, sale banh nóc luôn cho mấy chị nha, chuẩn bị nha. Cái này là mình để nhà bếp nha, mình treo dụng cụ nhà bếp hoặc là mình để ở trên phòng của mình. Mình cái này là kệ gắn tường á, mình để remote điều khiển nè, remote của tivi nè, hoặc là máy lạnh gì đó, hoặc là để bàn học của bé cho bé được bút thước nha. Những cái đồ nào chứ bút thước cái gì cũng mang đi học thì nó rất là nặng nha. Những đồ nào mà bé dùng ở nhà á nha, mình treo lên bàn học của con cho nó rất là vừa xinh nữa. Em còn đúng một cái luôn á, 39.000. Bạn mày chế 39.000 luôn, bạn mày chế 39.000 luôn nha. Còn đúng một cái kệ gắn tường, kệ gắn tường nha, kệ gắn tường muốn gắn đâu gắn à. Nhà bếp nè, nhà vệ sinh nè, rồi đâu cũng được, tại vì nó là bằng nhựa, nhựa chắc chắn rất là cứng, bẻ không cong. Bẻ không cong nha, nên là mọi người xài bền lắm. 39.000 mà xài cái này chắc phải tính bằng bao nhiêu năm. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, kệ mã. Còn có một cái à, hết rồi. Rồi, bắt đầu nha. Bỏ lỡ mất like rồi. Bỏ lỡ bây giờ like nè bé Hà ơi, muốn coi cái gì nói vô lên cho nha. Đây là một đầm nha, nhận hàng em nói thật, cái đầm này giờ chưa cắt nút luôn á mấy chị ơi, xịn lắm luôn. Chỉ biết là bán cho mấy chị giá hết hồn luôn, 69.000. Nhận hàng mà không xịn như hàng mấy chị mua cả hơn 200 thì trả về cho dâu. Đây. Đó, cổ tim nha, giờ mọi người cài nút vô chứ em chưa cắt nút, nút xịn lắm rồi, 69.000. Một con đầm màu đỏ cam duy nhất. Một con đầm màu đỏ cam duy nhất nha. Tay dài bồng nhẹ nhàng và nó là cổ tim, em chưa cắt nút luôn. Chị nào lấy đầm chốt mã đầm giùm em nha. Cỡ nói chung là cỡ khoảng size M á, cỡ size M, SM á. Mấy chị nha, cỡ size M á. SM vừa mặc được, tại vì nó chít eo tới 8 đường luôn. Nó chít eo tới 8 đường bên luôn. Nó chít eo nè, muốn rộng rộng thì mọi người tháo, chỉ cần tháo bớt một đường bên, hai đường bên ra là được rồi. Nó chít bên 8 đường luôn mấy chị nha. Nó chít 8 đường bên luôn á. Vải đẹp lắm, dày lắm. Xịn giống như là bộ vest 500 của dâu luôn á. Chị nào lấy thì comment nha, để 69.000. Đầm này 69.000 luôn. Chị nào lấy thì comment nha, muốn coi cái nào thì comment chị dâu nha bé. À em hỏi dâu mã này nè, dâu cho em coi mẫu nè. Báo giá cho em luôn nè bé, cái này còn có vài bộ à.
Em hỏi chị vô mạng này này cho em coi luôn. Ôi à, quần jean này còn đúng 1 ri à. Quần jean thì còn đúng 1 ri luôn. Quần chip có quần chip, chị nào muốn cứ coi, muốn coi gì mọi người cứ comment ha. Đây. Rồi, mã này thì dâu sẽ có. Chị nào muốn coi chân váy công sở này em lên nha, em còn cái em xô luôn nè mọi người. Từ đã để vô kiếm cái set này cho em bé kia coi đã. Nhi ơi, Nhi à, có túi công sở. Túi công sở em còn một cái à, chị nào lấy thì. Nhi ơi, hồi chiều mẹ cái này nè, cái này của màu đen, cái quần màu đen đâu, lấy cho kiếm cho mẹ coi. Ờ đã có đủ, đang còn một cái, đang còn, kiếm cho mẹ coi. Làm nước đâu chạy, chúng ta kiếm đi. Cái nhà đi ở đây kiếm ra rồi. Chân váy chữ A có không chị? Chân váy công sở hả? Chân váy công sở hay là sao? Em hỏi gì vô mẫu công sở hả? Đây. Mẫu này em hỏi chị dâu này bé Hà. Dâu cả hai màu nha, màu xanh với lại màu đen. Mọi người có thể mua lẻ quần, lẻ áo hoặc là mua nguyên set, có thể là phối màu lộn xộn được. Đây là set đen. Chân váy công sở chị dâu chỉ có dạng xòe, xòe, A xòe thôi à, chứ còn form A, A hẳn thì dâu không có. Hết á. Nha, dày lắm, nặng lắm luôn á, sịn sò luôn. Sịn sò luôn rồi, bán cho mấy chế luôn nha, bán cho mấy chế giá là giá quà tặng Trung Thu luôn. Quà Trung Thu luôn, chị hàng này em mới về ngày hôm qua tức thì xong ha. Mới về ngày hôm qua tức thì xong nè. Em có set màu... màu xanh và màu đen. Có thể là quần quần xanh áo đen hoặc là quần xanh áo trắng, quần đen áo trắng, quần đen áo đen, tùy mọi người phối nha, dày lắm. Rất là dày luôn nha. Rồi để cho mọi người bộ này 115. 115 giúp em nha. 115 này nó rất là dày. Dày kinh khủng luôn, quần nó là quần bomber. Quần thể thao bomber, quần bomber nha, mặc thoải mái lắm luôn. Free size nha, free size. Eo này không co giãn, eo không co giãn là khoảng 5 mấy nhưng mà co giãn là 100 mấy luôn. Co giãn là 100 mấy luôn nha mấy chị ơi. Nha, mông mà cỡ, nói chung là nó thoải mái lắm tại vì nó là quần bomber. Ok chưa? 115 nha. Quần đen áo trắng, ok, quần đen áo trắng nè. Đó. Quần đen áo trắng nha. Quần đen áo trắng. Vậy là hết đen nó vô còn xanh thôi à. Quần xanh áo đen. Chị nào muốn mua lẻ em bán lẻ cho ha mọi người ha, có bán lẻ nữa. Chị bộ xanh, dạ bộ xanh áo đen nha chị nha. Vải dày lắm, vải rất là dày luôn chị ơi. Vải rất rất là dày. Quần jean em còn đúng một cọc, còn 3 cái. Chị Uyên một set nè. Set thể thao đùi, set thể thao dài. Có đủ ha. Xét đùi này cho mấy chị coi, xét đùi này nè. Đây, xét
set đồ này đẹp này chị Uyên, có 69.000 thôi, bao đẹp luôn. Em có 3 màu nha, set này là 69.000. Xịn như mấy chị mua trăm mấy á. Em còn mấy set thôi, em tặng cho mấy chị giá 39.000 nha. Đây là set màu đen là quần đen. Màu đen thì nó sẽ đi với quần đen. Hàng theo nha, logo theo nha, rồi để 69.000 free size. Ủa lộn, có size ML, size M là 53kg đổ về, size L là 65kg đổ về. Đây là quần màu đen rồi với màu hồng, 3 màu, logo theo nha. Vải đẹp lắm, dày nặng như hàng, mấy chị mua 150, 160 luôn. Em bán tặng mọi người 69.000. 69.000 nha. Về mẹ mặc quần, gái mặc áo, dạ, đây. Áo hồng là quần hồng, màu đẹp lắm và vải nó rất là đẹp. Nguyên set 69.000 mấy chị ơi. Đúng là bán tặng quà luôn á, chứ bình thường như em bốc sĩ mẫu này cũng đã gần 100.000. Đó là em bốc số lượng lớn á mới có giá này á, chứ bình thường bốc mẫu này cũng hơn rồi nha, 69.000 bán tặng luôn. Bộ xanh quần bo ốm không dâu. Bộ xanh này hả? Bộ xanh này là quần bo ốm nhưng mà em không thích bo thì em gỡ thun ra nó dễ lắm. Em gỡ thun ra thì nó sẽ thành quần ống suông. Em gỡ cái này, quần choker này em gỡ thun ra là nó thành quần ống suông nha, không cần, nói chung là không có sợ mất form hay gì hết, tại vì ở trên đây và ở dưới đây nó bằng nhau. Ở trên đây với ở dưới đây nó bằng nhau nha bé nha. Chị Uyên ơi, có size M là nhỏ nhất, là nó cũng suông suông rộng rộng á. Nói chung là đồ này là đồ bộ thun này là M với L nó xê xích nhau cũng không nhiều. Mà ủa nó xê xích nhau khoảng mấy ký nhưng mà nó là suông á. Suông. Ủa con gái dâu nè, con gái dâu nó đang mặc á. Nhi ơi. Nhi. Gái dâu đang mặc luôn á. Hồi trưa em like em khui ra là em bộ đen nè, ok. Ba màu cho bé Quách Hà nè. Chưa đang like khui ra là nó xinh luôn á. Chữ theo nha. Chữ theo luôn mọi người ơi, em còn có vài bộ à, gần hết rồi. Sáu chín ngàn quá trời rẻ mà nặng lắm, cầm một bộ nặng lắm. Cầm một bộ rất là nặng. Còn có ba bộ à. Còn có bốn bộ à. Bốn bộ ba màu là hết rồi. À tưởng chị mặc cái bé chị. Con em 12 tuổi đó, bé em 12 tuổi 35 kg. Con gái dâu 12 tuổi. Thấy chị thấy con gái em chưa? Chị thấy con gái em chưa? Chị con gái em 12 tuổi lớp 6. 35 kg. Nó cũng mặc nè. Bọn nó bây giờ nó mặc rộng rộng mà nó không có thích mặc ôm. Rồi em còn xanh, em còn một bộ đen với hai bộ xanh là hết. Em còn một bộ đen với hai bộ xanh nha. Còn bộ như dâu nè, bộ như dâu là quần áo, là áo khác, áo tay dài. Áo tay dài nha, còn đây là quần. Xét thể thao ba món mã này nè bé. Em lấy màu hồng hả? Màu hồng đẹp lắm. Do có nhiều màu nha nè, em coi nè. Do bạn con này, bạn tặng cho mọi người con này 100. Bạn tặng cho con này hôm nay là em còn mấy set rồi bạn tặng luôn nha, hàng xịn sò chưa? Có set thể thao tay dài, dạ có nha, set thể thao tay dài, quần đùi, quần dài có đủ nha. Set thể thao tay dài, quần đùi. Ờ, mua toàn đồ như thùng phi à. Đây nha, mấy chị ơi, em lên bảng màu cho mọi người coi nè. Set thể thao tay dài, quần dài em có đủ nha. Nè, mọi người nhìn cái bao bì nó sần sò nha, nó nặng lắm, nó là lụa tầm bao dày. Rồi đây là màu xanh. Màu xanh. Màu vàng. Màu đỏ. Màu không. Đây là màu khác. Xanh vàng đỏ và nâu. Xanh vàng đỏ và nâu nha, em có màu đây. Quần dài dâu dạ, ok có chị ơi, chị cho em tí nha. Đây bộ nâu. Trời ơi, không đẹp không lấy tiền mấy chị ơi, bao bì nó là nè, bao bì sần sò như vậy luôn á, nặng lắm. Em có 5 màu, cái mẫu này có 5 màu. 2, 3, 4, 5 màu đúng rồi. 5 màu có. Đây nè cả nhà. Logo theo nha. Logo theo vải lụa tầm bao cho mấy chị dày nha. Dày gấp 3, gấp 4 lần lụa satin nha. Dày gấp 3 lần, ít nhất là cũng phải gấp đôi rồi. Lụa satin nha. Màu đẹp lắm. Rồi quần là quần choker á. Quần choker nha, quần bomber lên form quần bao đẹp. Form quần bao đẹp nha. Và bộ này có size 65kg đổ về. ML nha chị nào, 55kg đổ về mặc size M, 53kg đổ về mặc size M. Còn 65kg đổ về mặc size L cho em. Đây bao sần sò nha.
bạn dạ mà dạ hôm nay là dạ trung thu luôn, 149 ngàn. Trời đất ơi, 149 cho em luôn mà chị ơi. Đẹp lắm luôn á chị Phượng. Bao chị vừa nha chị ơi, bao vừa, size lớn là mông tới 100 mấy luôn á. Size lớn là mông tới 100 mấy luôn chị ơi. Nè, cái này mọi người mặc có thể là mặc như vậy thôi, hoặc là mình có thể mặc ở trong một áo bờ ra, áo dây áo bờ ra rồi mình đó, mình kéo tới đây thôi à, để cho thầy áo phía trong nữa, nhìn nó cá tính mà nhìn nó trẻ lắm. Còn không thì mặc, nếu mà mặc không thì mình cứ kéo lên. Nói chung là muốn kéo kiểu gì cũng được nha, có sọ 5 màu luôn. 5 màu nha. Rồi, bạn tặng cho mấy chị 149 nha. 149 giùm dâu nha, quần bơm bơ. Theo logo. Đây áo theo đây. Dâu có mã có nón và không nón nha. Mẫu này em vẫn lấy màu hồng đúng không bé? Mẫu này vẫn lấy màu hồng đúng không? Xịn lắm luôn nha, đúng không bé Hà ơi? Còn có mấy bộ à, 5 màu mà còn được chắc 6 7 bộ thôi. 5 màu mà còn 6 7 bộ gì thôi Hà. Xịn lắm luôn. Khoác nón màu nâu. Khoác nón đâu? Khoác nón màu nâu hả? Khoác nón màu nâu là khoác nào? Ủa cái này là không nón, cái này là nguyên set mà không nón chị ơi. Cái này là nguyên set mà không nón nha. Trời ơi, cái bộ này đẹp lắm này chị Uyên ơi. Nó xịn kinh khủng, xịn luôn á, nó xịn cực kỳ. Xịn mà xịn quá đáng. Thiệt sự luôn, xịn giả mang tàn bạo luôn á. Áo này không mua 80 ngàn mấy chị tin không? Em sợ là mua không được 80 ngàn, mua trăm mấy á. Hai lớp luôn nha. Hai lớp xịn luôn á. Cô tông hai lớp nó dày muốn chết luôn. Dây kẹo nè. Dây kẹo nha, mặc với đồ vest mặc riêng hoặc là mặc đi tập mà gym yoga được. Có mút ngực nha, mút ngực tròn định hình luôn. Bộ thể thao không nón dạ, tròn định hình luôn mấy chị nha. Ok chưa? Đây là áo dây em còn có màu trắng thôi, còn đúng hai set màu trắng là hết. Còn đúng hai set màu trắng, quần suông nha. Quần suông, quần suông. Đó. Cực đẹp luôn, về có thể mặc chung nguyên set hoặc là mọi người có thể thay áo khác. Tùy nha, tùy mình nha. Mặc áo dây đen, dây nu, dây xám, dây trắng gì đều được. Rồi, bán cho mọi người set này. Set này em còn hai set màu trắng, set sọc nha. Chơi mà chơi tới nay với mấy chị luôn nè, để cho mấy chị biết là em mỗi lần em sale như là như nào luôn. Mà mẫu này mới về ngày hôm qua tức thì đó. Hết rồi, hết màu nha, em còn đúng hai bộ màu trắng. Rồi, cho dâu 105 luôn, 105 giùm dâu nha. Mẫu mặc đẹp lắm, mẫu mặc là nhức nách. Mẫu mặt đẹp lắm, nhức nách luôn mà không có đăng hình á. Còn đúng hai bộ nha, chị nào lấy thì comment giúp dâu nha. Áo này nó nặng ghê luôn. Áo nó rất là nặng, chị nào lấy thì comment nha. Bộ nâu không nón chị Yên nè. Chị nào lấy thì comment nha, còn hai set thôi. Em cho chị coi bộ nón nha. À, bộ không nón, bộ tay dài không nón và tay dài có nón nha chị Trần Hóa. Ủa mà chị Trần Hóa này em chưa thể cho em thông tin ship luôn á chị ơi. Em chưa thấy chị cho em thông tin ship luôn á chị ơi. Bộ này là bộ nè, xịn chưa cả nhà nha, u mì. Hàng này là hàng u mì nha, u mì siêu cấp luôn, nặng lắm, vừa dày vừa nặng. Cái này là em có bán áo khoác luôn, bán áo lẻ cho mọi người luôn á. Áo khoác lẻ cho mọi người. Bán nguyên set và bán lẻ luôn. Logo là logo theo nha. Logo là logo theo có size. Mấy chị ơi 65kg đổ về là có size nha.
65-70 kg đổ về là em có size nha. Nè đó, logo theo cho dâu. Hàng theo nha, u mì nặng lắm luôn. Mọi người thấy bao bì là thấy xịn nè. Rồi bán bộ này cho mấy chế nha. 165. 165 bán sale luôn. Nếu mà không sale thì thua sao ta? Nè, hàng 4 tem luôn nha. Em bán là 195 mà. Bộ này 195 nè, mới về nè. Còn hai bộ à sale cho mọi người 165 luôn. Nha, 165 ngàn hàng 4 tem xịn sò luôn, u mì nha, u mì cao cấp nè. 165 giúp em nha. Sang cực sang. Đây nha chị ơi, thể thao tay dài quần dài em có đây nha. Túi này, hai bên có túi nữa nha. Hai bên có túi. Có bán lẻ áo và lẻ chân váy luôn. Có bán lẻ áo và lẻ chân váy nha. Bộ baby doll, set áo baby doll chị dâu hết mất tiêu rồi. Set áo baby doll hết rồi. Còn bộ thể thao là nhiều à, set thì chị dâu hầu như là hết hàng. Set dâu có set này nè, set này mặc đẹp lắm, form đẹp mà dâu còn để lại dâu mặc á. Set quần dài nha, quần dài, áo gấu, hình 3D. Set gấu nha, set gấu, xám rồi để mọi người 115. 115 nha. 115 hàng này ở ngoài bán cũng gần 200 hoặc trên 200. Em có chân váy với lại quần thể thao thì nhiều, quần u mì. Quần u mì lẻ thì nhiều. Bộ thể thao dài còn mẫu màu khác không dâu, màu đó là mẫu đó là còn màu đỏ thôi. Màu khác thì qua Adidas nha. Hàng 4 tem xịn lắm bé, 165 rất là xịn. Mẫu này có hồng, hồng và xanh nha. Mẫu này là chị dâu có hồng và xanh nè. Mẫu này là có hồng và xanh nha, hồng là đồng eco đúng không? 165 em thấy dâu em cầm là em biết hàng chị dâu xịn nào rồi. Hai bộ mà nó dày như vậy là em biết hàng xịn như nào rồi nha. Hàng người ta 5 bộ mới được dày như vậy đúng không? Hàng dâu hai bộ là dày như vậy rồi. Bạn tặng cho mấy chế 165 hàng 4 tem nha. Adidas logo theo hàng 4 tem. Mịn lắm. Mặc nguyên set, mặc tách set rồi mặc được 3-4 kiểu luôn á. Mặc kéo dây, mặc không cần kéo dây rồi mặc thêm áo bra, áo dây phía trong, nói chung là mặc được mấy kiểu luôn. Nha, hồng và xanh thì dày lắm, u mì thì quá trời đẹp rồi. Cho em xem hồng đó, thấy chưa? Hồng nha. 165 ngàn mấy chị ơi. Logo theo giúp em nha, 165 ngàn. Xịn chưa? Màu đẹp ha, màu rất là ngọt. Hồng với xanh nha, bao bì xịn luôn. Logo theo nha, 165, chị nào lấy thì comment ha. 165. Hôm qua set nhiều lắm mà em tách sỉ rồi, em bán lẻ cũng gần hết á. Chứ hôm qua thì nhiều set cực. Hôm qua về quá trời set luôn. Hồng nha, hồng xanh, mẫu này có hai màu hồng và xanh. Hết nâu, hết đen là hết màu, mẫu này bốn màu luôn mà hết. Còn hồng và nâu. Set như vậy thì dâu có màu xanh với màu trắng nè, set của Mai Phương Bùi nè. Còn hai set nha, một trắng một xanh. Rồi bán cho mấy chị 115 ngàn. Hàng túi zip xịn như vậy nha, set vest. Set 3 màu nha, trắng và xanh. Xanh đây. Đâu rồi? Áo ngực không chị Uyên? Áo ngực không mọi người ơi? Áo ngực nha, áo ngực đẹp nè, vô còn gần hết rồi, còn có hai màu à. 5 màu mà hồi tối like còn giờ còn có hai màu thôi. Áo ngực nha, chị nào muốn coi áo ngực nó vô lên cho. Áo ngực nha, quần chip áo ngực, ví. Quần chip áo ngực và ví. Màu xanh đâu ta? Không thấy bộ màu xanh luôn ha. Rồi em cho mọi người coi màu trắng nha, màu xanh chắc hết rồi quá. Set 3 màu nha của Mai Phương Bùi. Đây. Dây xịn sò có tăng đơ luôn. Mọi người chỉ cần mặc áo này không là được rồi nha. Nó không có phải mỏng lẹt như áo dây mình người ta hay tặng đâu. Hay tặng mà hay mua kèm áo đâu ha. Dây này dày lắm, xịn có tăng đơ luôn. Có tăng đơ nha. Set 3 màu, màu trắng em còn có set là để mọi người 115 luôn. Rồi một quần. Một quần. Ok la. Kèm thêm một áo khoác ở ngoài nữa. Đó. Cài nút được nha, chị nào ưng mặc khoác thì mặc khoác. Còn không thì ưng mặc áo kiểu thì mọi người cứ mặc áo kiểu thôi. Đó. Set màu trắng còn set à, màu xanh hình chất hết quá. Ở đây không thấy.
Rồi set vậy nha, set 3 món nha. Chị nào lấy thì comment video mà set vết 3 món. Set 3 món nha, 1 15, còn một set cuối luôn. Sale cho mấy chị 115.000 ha. Không nhăn luôn, vải này họ khỏi sợ nhăn ha. 1 15 thôi chắc không lên quần áo đâu nha. Ngồi từ em nói mình em cũng nản quá. Không ai tương tác với dâu luôn, dâu cũng nản luôn, không muốn like luôn. Giờ ngồi tám sơ sơ rồi nghỉ đi, ai muốn hỏi dấu gì thì hỏi, không thì ngồi tám xíu đi. Ngồi tám xíu rồi nghỉ nha. Xét vết Thương Võ hả? Chị Thương Võ, chị là ở ở đâu vậy? Ở địa chỉ Đà Nẵng hay là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi gì vậy? Chị ơi, chị là địa chỉ ở đâu? Nhà em có hai Thương Võ. Chị địa chỉ ở đâu chị? Dạ. Vừa nha chị, 55kg vừa, co giãn mà. 55kg. Vừa nha chị, là địa chỉ ở đâu vậy? Quần chip giờ còn chip đùi à, chip còn có một mẫu à. Ông bà khỏe không gì, khỏe nghe cháu. Năm nay nó mà không dịch là hồi hè là hả, ăn chơi tới bến rồi. Thôi lại hẹn hè, ta lại hẹn hè sang năm. Hello em nha. Hello em nha, Châu Ngân. Chiếc đùi nha, chiếc đùi. Nâng mông nè. Rồi xuất nhật luôn, kháng khuẩn vô còn hai set. Sale cho mọi người chỉnh chỉnh nha. Có màu xanh ngọc nè, màu nu nè, màu trắng và hai cái màu đen. À quay nông vô mặt hai cái luôn mà quên, cái này sọ lộn rồi. Cái này là sọ vô đây đúng không Châu Ngân? Cái này là hình như là sọ vô đây đúng không? Lớp 6, lớp 6, lớp 4, ủa lớp 7, lớp 4 với lại đại học năm cuối luôn. Đen, hai cái màu đen, một cái nâu tây, một cái trắng, một cái xanh ngọc. Đồ nha, rồi còn đúng hai set luôn. Hàng kháng khuẩn nha, may kháng khuẩn xuất nhật nè. Hàng chuẩn xuất nhật, may kháng khuẩn 99.000. Không chị sợ đúng rồi vậy hả? Hai cái mà vô mặt, hai cái mà màu xanh nữa đó. Đẹp ha, form dễ thương nè. Áo Hồng Kông á, trời ơi, bốc từ Hà Nội đi ra Hà Nội rồi, bốc từ ngoài Hà Nội bốc vô luôn á. Chip nha, vô còn mã này thôi gái ơi, quần chip thì vô còn mã này, còn áo chip thì còn hai ba mã, áo chip đẹp lắm. Ờ nha mọi người nha, đây là chip dạng đùi, chip đùi nha, hoặc là chip sexy. Chip sexy thì có mẫu ren nữa, nói chung là còn hai mẫu thôi à. Chiếc sexy thì có mẫu ren thôi. Còn quần chip vô hết nha. Quần chip hết. Áo ngực thôi. Trời ơi, tôi thề luôn, áo ngực. Mặc mà không ghiền thì thua, cái gì cũng thua. Nhỏ em gái nó quất mấy cái luôn á. Nhỏ em gái, bà chị ruột thì dặn 5 cái. Nhỏ em ruột dặn 2 cái. Màu đen với màu hồng, áo không gọng và nâng ngực. Y như hàng mấy chị mua 200 mấy à. Y như hàng mấy chị mua 200 mấy luôn. Thông hơi nha, may thông hơi nè. Đây may thông hơi nha, nâng ngực. Nâng ngực của mình nha, cho bạn 89.000. Dượng làm nghề đụng, đụng gì làm nghề đó. Ủa rồi cái đơn cũ của em là gửi được đúng không chị? Ờ gửi được, báo gửi được luôn mà cứ trạng thái là đang trung chuyển hoài. Nó báo trạng thái đang trung chuyển hoài luôn. Rồi bạn tặng mọi người 89.000 nha, em còn hai màu đủ size 32 tới 38 và còn hai màu nha. Không gọng, cái này là bao mặc áo dài là rất là đẹp rồi nha. Form áo dài mà đã mặc đẹp thì mấy chị mặc đồ vest, đồ công sở hoặc là đầm váy các kiểu thì là quá ok nha. Áo dài thường thường là nó kén nhất. Đen nha, đen 34. Trời ơi, màu hồng, màu đen nha, đẹp lắm luôn, 89.000 nha. Không gọng mà nó định hình cái vòng ngực của mình luôn, không có bị Đông Hà. Xem rõ. Mông chị bữa nay nhiêu chị? Đây là cái áo màu trắng nè, form suông nha, áo màu trắng, áo khoác là form suông, áo dây. Trời ơi, nhưng mà chị mua đồ nhà em, chị mua cũng nói chung là cũng kiểu khó khó. Mà hàng này nó là hàng tin á. Áo dây như vậy nha, với lại quần đùi. Không biết chị chịu mặc không mà, nên là em mà mỗi lần em bán đồ chị em không có tự tin. Tại vì đồ thì đẹp mà chị cứ
cái này tin quá rồi, cái này cái kia em cũng hơi ngại á, chị thông cảm nha. Hồng 34 đẹp quá. Nên là chị mua đồ nào mà cỡ đồ ấy thì được, chứ còn đồ tin tin là chắc là đen 34 cho Hồng Phượng nè. Hồng Phượng nó đơn Hồ Chí Minh mà nó chưa nhận được luôn á. Mọi người thông cảm nha, vì mùa dịch đó nên là cái gì nó cũng chậm trễ cả. Chứ em cũng sốt ruột dữ lắm, tiền nó ngâm không biết nhiêu luôn á. Tiền nó ngâm quá trời, giờ em sốt ruột ghê luôn. Rồi, áo này là áo bra nè, có dây nha. Áo bra có dây, có dây quay ngang luôn. Rồi 59.000 em có đen và nu nha, 59.000 cho dâu mã 59 kèm màu. Ngâm tiền nó mọc rễ rồi. Tiền mình thì đâu có phải là tiền gì ta? Tiền mình là tiền chạy mà, chứ đâu có phải là tiền đứng hoặc là nằm một chỗ đâu. Trời ơi, nó ngâm bưu điện cũng ngâm cũng nhiều á. Bên giao hàng nhanh cũng ngâm, dâu chỉ sử dụng hai dịch vụ giao hàng đó. Hai bên đó nó ngâm của dâu như bưu điện á, nó ngâm hàng từ 4 tháng trước luôn á. 4 tháng trước, 3 tháng trước, xong là 3 tháng nay là không, ủa khoảng cỡ 2 tháng nay là không gửi bưu điện được, xong đợt vừa rồi mới gửi được một ít nữa. Nhưng mà đơn những đơn mấy tháng trước là nó chưa giao được. Rồi tiền mình là cũng chưa nhận được luôn. Dạ. Cái này 59.000 nha, xịn lắm luôn. Cái này nè, áo nâng ngực bàn tay nè. Bra nha, bra chéo dây phía sau nè. Nó có một cặp dây vai nữa, một cặp dây trong nha. 59.000, chị nào lấy thì comment cho em nha. Mẹ, có đen và có nu. Chị đi đánh con nằm bút. Cái này em còn một mẹ một. Chị đi đánh con nằm mới bút chị đi. Ở đi ra ngoài. Đổ thôi, cái mặt ông phụng phỉu á. Nhưng mà chị đi đánh con chị vẫn con nằm mất bút chị đi. Tại sao con làm mất bút chị? Chị học bài mà con làm mất bút chị. Con không yêu thương chị à? Nhưng mà chị nói như này. Tao đánh hàng ngày. Tào lao không ơi, ông đi vô nhà. Áo này em còn một cái 34, một cái 38 nha. Màu đẹp không? Màu xám nha, rất là đẹp. Nói chung là những cái form này là form giọt nước nâng ngực trải đào. Nâng ngực trải đào form giọt nước thì mấy chị mặc lên form rất là đẹp nha. Cái quả này lên form đẹp lắm. Em còn 34 và 38. 34, 36 và 38 nha. Màu này còn đủ size. 34, 38, 36 và 38 nha. 34, 36 và 38 rồi bán tặng cho mấy chị 89.000. Con này em bán ở 115 nha. Chị nào đặt hàng em từ tháng rồi á thì bây giờ mới về để em chia này, nó kẹt hàng gì đó. 115 em bốc vô đạn 100.000 rồi mày chứ. Bốc vô 100.000 cả ship nữa là 105.000 luôn á. Nha, nội gian làm con luôn. Em còn mấy cái à, sale luôn 89.000. Xám nha. Hàng cao cấp luôn, sale 89.000 luôn. Xám nha, xám kèm size, chị nào lấy xám chốt xám kèm size. Xám kèm size. Đen thì còn 32, 34. Đen thì còn 32, 34. Đen thì em còn 32, 34 nha. Xám thì em còn 34, 36 với lại 38. Với lại mẫu chip nâng ngực như vậy nè. Hết nu nha. Ủa hết nu đúng rồi, còn xám với đen nè. Mã này hàng siêu cấp nè. Này ở ngoài bán 200 mấy, hàng loại 1. Hàng loại 1 thì nó. Em còn màu đen với lại màu xám nha. Đen với xám. Lên đồ công sở dâu cũng còn ít là để dâu sale luôn. Lên quần jean nữa nè nha. Xám đây mấy chị ơi, xịn lắm luôn. Hàng loại cao cấp là nó ở trong trong bịch như vậy nha. Trong bịch có size, trong bịch nó có in size trên đây nè. Còn người ta mà không bán hàng kèm bịch như vậy thì nó là hàng loại 2 rồi. Hàng loại 2 nha, nó có kèm dây nữa. Nó có kèm dây luôn. Nâng ngực nha, nè phía trước có cài, nó nâng ngực lắm luôn. Mà nó có silicone á, nó chống tuột. Nó viền silicone cho mọi người á. Cái dây nó viền silicone. Nếu mà mọi người mặc áo ngực như vậy nè nha, thì nó đã nâng rồi, nhưng mà nó sẽ độ nâng của nó sẽ không tuyệt đối bằng cái dòng, mà nó sẽ có thêm cái chỗ này, nó có tăng đơ nữa. Đó, nâng ngực, nó đẩy ngực mình khích lại á, đẩy ngực mình khích lại tuyệt đối luôn. Có silicone, dây của nó là viền silicone hết nha. Chống tuột cho mình mà.
những chị nào nhiều khi là mình ngực bự á, mình ngực bự hoặc là mình ngực nó giống như là mình sinh đẻ rồi mình hơi xệ một tí á, thì nó dễ tuột á, nên là nó hàng này là nó viền silicone cho mình luôn, chống tuột cho mình nha, chống tuột cho mình vì silicone là nó bám chắc chắn trên da cực không tuột được. Con này 1.15 nha, dâu còn đủ size xám và đen nha, xám và đen, con này còn đủ size xám và đen. Rồi áo ngực còn vậy thôi à, hoặc là áo bra nha, chị nào muốn coi bra thì nói vô lên bra thôi, cho mẹ miếng nước đi gái. Cái của mẹ mà, bỏ vô máy giặt. Đồ công sở hả? Rồi thôi cái này dâu không bát đâu, chưa mặc luôn mà chắc không bát đâu. Áo lụa. Đồ công sở như vậy được không em? Áo kiểu em thích sơ mi hay là áo kiểu? Sơ mi hay là áo kiểu? Em đây là áo kiểu nha. Áo kiểu nè, vải đẹp lắm luôn á. Rồi để cho mọi người 69.000 nha, 69.000. Vải rất là đẹp, free size nha, free size. Vải rất là đẹp luôn, 69.000 nha. Trời ơi, vốn 101 luôn á, vốn 101 luôn, sale 69.000. Có vest không chị? Dâu hết vest rồi, hết vest rồi bè ơi, hết vest rồi à, hết vest rồi gái ơi. Vest của em là chắc không vừa rồi, có vest nhưng mà size em chờ chắc không vừa. Áo như vậy được không gái? Vị nha, chị nào muốn coi vị thì nói em lên. À set vest, set vest nhưng mà áo tay ngắn hả? Bạn lẻ luôn á, áo vest mà áo kiểu được không? Dạ sơ mi kiểu được không? Dạ sơ mi kiểu áo vest được không bé? Thuần ơi, áo cổ vest mà dạ sơ mi kiểu được không em? Dạ sơ mi tay ngắn cổ vest được không? Nhưng mà em mặc khoác được. Cái này nó nguyên set là nó thành khoác luôn nè. Ok không? Công sở thì có áo nhưng mà cũng ít là có, nhưng mà còn ít lắm. Chân váy thôi, chân váy công sở nè. Mã này em chưa có nè, xinh hoàng. Đẹp nha, SML. Trên váy công sở nha, bao form đẹp luôn, SML. Chất quá đẹp rồi, rồi sale con này cho mấy chị 85.000. 85.000 nha. 85, chị nào lấy thì comment cho dâu. Khoác hết mất tiêu rồi, 85 nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, mã chân váy kèm size kèm màu, có nâu và đen nha, 85.000. Nhập vô 125 luôn, em còn mấy cái à. SML. Còn đủ size SML nha, XL, 2XL là hết. Còn SML thôi. SML nha, sale 85 luôn. Sale 85 nha. Màu rất là đẹp, form thì đẹp luôn rồi. Váy nâu chị mặc đúng không chị Bích ơi? Em ố chị mặc hay là chị mặc M hay L? Bữa nay chị mặc M hay L chị Bích? Nếu mà gầy hơn là chắc chị mặc M thôi à. Đẹp lắm. Quần jean đi chị. À đây này, có cọc quần jean nè. Đây. Quần suông nha, jean dài, quần suông jean dài, quần SML nha, đẹp không? Trời ơi đẹp lắm luôn bé, nó hơi rách nhẹ thôi, nó làm kiểu á. Nó làm kiểu nha, đúng một mẫu thôi à. Đây nha. Trời ơi nó hơi, nói chung là nó rất là chất, nó rất là, nói chung là nó chất lắm. Để vô mặt vô cho. Mang thêm cả dây nịt nữa, bao ok luôn. Vô bữa nay không biết là có lên ký mà không biết có mặt size khác không. Vô nghĩ chắc vô mặt size lớn quá. Tại đang mặc hai quần. 39. Trời ơi quần dài nha. Lưng cao quần dài form đẹp luôn mấy chị ơi. Đang mặc hai quần, cái quần kia nó nhăn lên tới đây luôn. Nó kéo cái quần phía trong này đó, cái quần phía trong này cái nó kéo lên tới đây luôn. Thôi đừng có để ý nha, nó hơi phòng chỗ này nè. Nhét nó vô. Đẹp không? Nha, mang thêm cái sợi dây lưng nữa ok luôn mấy chị ơi. Hàng cao cấp nha. Còn đúng 3 cái là hết hàng á. Tại vì em bỏ sỉ dạo này em ít like lẻ lắm, em lười á. Em lười với lại bán sỉ á. Chân váy nâu là ok, tiền chuyển khoản nhanh gọn lẹ luôn. Nói chung là rất là đẹp nha, chị nào lấy thì comment nha. Rồi, để cho mọi người con này 2.15 luôn. Hàng siêu cấp nha. Hàng siêu cấp giùm em. Rồi,
Mẹ thấy là mẹ có một cái rồi đó gái. Em cho như con cái, con thích con đi. Cho con một cái hả? Đương nhiên. Bữa xin mẹ tại chỉ có như ông ơi, còn là ông không hết á. Rồi cho luôn nè. Con mặc xe đi, mẹ mặc xe mờ. Xe xe nào? Mẹ. Em có bột tẩy lông giặt hàng Hàn Quốc xịt sao luôn nè, 49.000 nha. Đây xe mẹ đang mặc nè, mẹ cởi ra cho con mặc luôn được không? 49.000 một bịch nha. Quần jean hàng cao cấp và không có hàng rẻ gái ơi. Không có hàng rẻ. Hàng mà gần trăm với hơn trăm là dâu không không hết từ lâu rồi, hết hàng từ lâu. No L cho bé xin. Có một cái chân váy màu nâu size L nữa, đẹp lắm luôn. Mà nó bị lẫn ở đâu em tìm chưa ra, mọi người chờ em xíu xíu nha. Bộ này em còn bộ luôn, sale luôn hả? Sale luôn bộ tiểu thư nha, còn đúng bộ cuối nè. Đầm xét. Nơi giày nào vừa luôn. Đây, giúp luôn. Đẹp các con gái. Mang giày vào là vừa luôn. Rồi quay cho sau cho mẹ con. Tóc che rồi. Tóc che gần hết mông luôn rồi. Bộ tóc gì đâu mà. Chị bớt ra con cái này dứt luôn rồi, chị bớt 85.000. Size L luôn, đẹp ghê luôn á. Nè còn đúng cái luôn, hết sạch. Sale 85.000 nha. Không hở đâu, cái này nó là cái kiểu tà thôi, không có bị hở. Rồi còn đúng cái duy nhất luôn, size L luôn. Chị nào lấy thì dứt luôn em ha. Dài vừa qua khỏi gối nè, mặc với áo thun cũng đẹp nữa trời. Cái màu này nè, ướm với áo thun như vậy nhìn cũng ổn ổn đúng không mọi người? Ổn ổn đúng không? Chị nào giúp phụ em luôn. Quần jean đây gái yêu ơi. Quần jean đây 215 nha, sale 215 luôn. Quần đẹp lắm. Form dài nha, ai cao 1m6 là không sợ bị ngắn. Trên 1m6 là không sợ bị ngắn đâu. Không có phải là hàng mà lửng lửng ấy đâu nha. Hàng cao cấp bé ơi. Đây nha. Rồi. Chị nào lấy thì comment nha. Jean hàng cao cấp đây. Đẹp lắm. Quần ổn xuống nói chung form đẹp nè. Đó nhỏ gái xinh cái đó. Nhỏ gái xinh nó cho rồi đó. Tóc che rồi. Chị nào lấy thì comment cho em ha. Rất là đẹp, form rất là đẹp. 215. Nó khác với lại hàng mà bán dâu đã từng bán 150, 160 đồ, do bán nhiều quần jean rồi mà nó khác hoàn toàn. Mọi người nha. Chị nào lấy thì comment. Ai lấy thì comment cho dâu. Đây có cần phải mặc lại không? Chắc không cần phải mặc lại ha. Ừ. Rồi cất cho mẹ đi. Ống suông đúng rồi, quần ống suông nha, quần ống suông. Rồi bộ này em còn bộ nha, bán tặng cho mấy chế luôn ha. 109. Nhanh tay, chị nào nhanh tay có nha. Em bán 125 là đã sale rồi. Giờ còn có một bộ à, sang đi sang lại còn đúng bộ luôn. Ngứa mắt dễ sợ luôn rồi. Bán sale cho mấy chế 109 luôn cho máu. Em bán 125 á, chị nào coi like là biết nha. Bán 125 á hết rồi, mẫu mới về ngày hôm qua tức thì. Bán tặng cho mấy chế 125 chứ bộ này đáng lẽ là em phải bán 150, 160. Vải dày lắm, nguyên set xịn nha. Nguyên set xịn nha. Áo này thì em vừa nhưng mà quần chị dâu sợ em hơi chật á. Áo thì vừa nhưng mà quần này là em phải. Chị dâu nói em nghe nè, cái form mông thì em vừa nha bé Huỳnh. Cái form mông này là 100 mấy luôn á. Cái form mông, cái chiều dài á, là em mặc vừa, đùi em cũng vừa. Nhưng mà cái lưng chỗ này là nó, nếu mà chị dâu nghĩ là em phải nới thun ra một xíu, ok không? Đẹp lắm. Em nới thun ra một tí nha. Đó là chuyện nghe dâu nghĩ thôi. Chứ còn mông mà mông khoảng 98 là vô ok rồi nha. Còn mông em thì 100 mấy, dâu nghĩ là nới thun một xíu thôi. Đi nới thun nó lấy có mấy ngàn à. Nè ở trong đây nó có thun sẵn rồi, em chỉ cần kêu người ta nè nó nới thun vô một xíu à, ok không? Ok chị dâu để nha, kiểu đẹp lắm. Mông với đùi là chị dâu bao em vừa nha, mông với đùi là vừa. Nhưng mà cái lưng á, cái dây lưng của nó là nó may thun hơi ngắn một xíu. Chứ còn vải thì nó dài nha nè. Đo ở đây là nó 100 mấy luôn, tại vì dâu mới đo hồi trưa mà. Khách cũng hỏi là dâu mới đo nha. Lấy cho mẹ bộ đen trên bàn đi con, còn bộ đen sale luôn. Còn một bộ đen hồi trưa vô mặc còn đúng một set nha.
like xíu, đừng nghĩ là chị nào muốn ưng cái gì cứ share, cứ comment em. Bây giờ là bán giá mà giá phải nói là hả, chẳng mặt luôn. Rồi đây là bịch, bịch tẩy em còn có mấy bịch ra. Đây là bột nha, bột của Hàn Quốc nha, máy chế của Hàn Quốc nha. Nó có cách sử dụng ở trên đây, nó sẽ ấy ra tiếng Việt ở chỗ này rồi nè. Đó mọi người nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng mà công nghệ là công nghệ của Hàn Quốc nha. Công nghệ của Hàn Quốc. Một bịch này là chắc cỡ nửa ký quá. Một bịch này nửa ký á, một bịch nửa ký nha, một bịch nửa ký nặng lắm và xài lâu. Rồi em bán như máy chế 45.000 luôn, 45.000 nha, 45.000 một bịch nửa ký. Đây là bột vệ sinh máy giặt. Cái bột để mình vệ sinh trong cái lồng giặt của mình á, dùng cho máy giặt lồng ngang và lồng đứng luôn. Có cách sử dụng ở đây dành cho máy giặt lồng ngang và máy giặt lồng đứng là có cách sử dụng ở trên đây chi tiết hết rồi. Mọi người nha, 45.000 bịch nửa ký. Bao sạch luôn, bao sạch nha mà mùi nó thơm dễ chịu nữa. Sạch máy giặt của mình và nó không để lại mùi mọi người nha. Cái mùi của nó, cái mùi của cái này nè, chứ còn mùi máy giặt mình thì mình sử dụng cái này xong là hết mùi nha. Sạch vi khuẩn rồi những cái bụi rồi những cái gì mà nó lâu ngày nó những cái cặn nó bám ở trong mà trong máy giặt á, nó xả ra hết à. Chị đang mặc gì à? Dâu đang mặc quần đùi. Cái này em vừa nè Huỳnh Huỳnh. Áo thì áo lẹ, áo dâu không bán, áo sát của nó là áo thể thao, áo sát của nó là áo thể thao nha. Áo này là áo của dâu, trời ơi. Bán rồi, áo này bán qua đợt rồi, mặc cũ mềm rồi. Em một bịch ok ca mai. 45.000 luôn, nửa ký nha, mọi người xài lâu lắm luôn. Nhà ai thì cũng có máy giặt đúng không? Còn có mấy bịch à? 45 nha. 45 máy rửa mặt em có luôn, bữa chị nào hỏi dâu máy rửa mặt này em còn bán 65.000 một cái nha, máy rửa mặt. Có cắm điện luôn, có rung á. Máy massage, máy rửa mặt nha. Mọi người vừa massage vừa rửa mặt ok hết nha. Máy đánh trứng rồi, nói chung là nó lộn xộn. Cho mẹ miếng nước đi con. Giờ mới thấy mặt nha Thảo. Rồi rồi, bộ này dâu còn một bộ cuối cùng. Có dây kéo bên hông nha, có túi lưng cao, có túi và dây kéo bên hông. Coi như là bạn áo tặng quần đi ha. Coi như là bán áo tặng quần thôi, chứ còn chị một bịch dạ ok, coi như bán áo tặng quần nha. Rồi chị nào lấy thì comment cho dâu nha, chính chính nè. Sơ mi này đẹp lắm, sơ mi tay bồng may cầu kỳ lắm nha, đây chính chính nè. Đó sơ mi nha, sơ mi đen tay bồng. Rồi chính chính ngàn nguyên set nha. Chị nào lấy bán tặng chính chính ngàn luôn, ai lấy thì comment cho dâu nha, chính chính ngàn. Chính chính ngàn, chị nào lấy thì comment nha. Lấy chị bộ đen rồi, ok. Ok, ok. Cho em số điện thoại địa chỉ luôn chị Trần Hóa ơi. Cho em số điện thoại địa chỉ với chị. Nặng lắm á, nửa ký xài lâu lắm chị. Nặng lắm luôn, nửa ký. Em có tẩy tế bào cà phê quế hồi nha. Chị soạn đồ em với Hiền chưa? Chị chưa soạn, sáng mai chị soạn nha hả Thảo. Sáng mai chị dâu soạn nha, em định chừng nào qua. Đây là tẩy tế bào chết cà phê. Mùi cà phê, mùi quế và hồi nha, của hàng của Nga. Hàng của Nga nha. Hũ này mới chế xài phải nửa năm. Hũ này xài cả nửa năm nha cả nhà. Nè, xài cả nửa năm luôn á. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, chính chính nghe. Tẩy tế bào chết body từ cà phê và mọi người biết quế với hồi đúng không? Dược liệu á. Chị nào lấy thì comment nha. Tẩy tế bào chết. Dạ mai không mưa là chiều qua. Nhi ơi điện thoại mẹ đâu rồi? Đây rồi, đây rồi. Chị một hũ nha, dạ. Giờ sao cái gì nữa ta? Chị ơi EFE là ở đâu vậy? Xã EFE Đắk Lắk nhưng mà chị ở thôn nào? Em cũng Đắk Lắk luôn. Em cũng quê Đắk Lắk luôn nhưng mà chị ở thôn nào? Dạ ok chị Cẩm Vân nha. Hộp táo không? Nè. Dạ. Đây. Cái này ngon lắm, em ăn á
thích đó, nên là nhập về bán chuẩn hàng Hàn Quốc luôn, giấy tờ nhập khẩu đầy đủ luôn mấy chị nha, giấy tờ em nhập khẩu đầy đủ luôn cả nhà yên tâm, và em sử dụng, nhà em sử dụng luôn yên tâm, con em sử dụng, con em ăn mỗi ngày mà nha. Táo đỏ của Hàn Quốc này, chính hãng, ok chị Trần Hòa nha. Đó, đây là túi sắt của nó, thích hợp để mình ăn, mình bán, mình làm quà tặng lắm luôn. Xịn sò nha, bán một hộp này là 1 kg. Em bán 99.000, chuẩn hàng chính hãng nha. Chuẩn hàng chính hãng, tem mạc bill nhập khẩu đầy đủ luôn mấy chị nha. Ok chưa? Đó, táo đỏ Hàn Quốc này. Nói chung là cái hộp nó như vậy nó rất là sang luôn. 1 kg nha, táo đỏ của Korea. Em bán bịch này 1 kg 99.000. Ngon lắm luôn mấy chị ơi. Ngon lắm. Em ăn, chồng em ăn, con, hai đứa con của em ăn mỗi ngày nè. Ngon lắm luôn nha, này là lại mẫu mã đẹp á, để cho sỉ á. Chào sỉ, sỉ bóc nhiều cái em cũng chừa lại con ít để em bán thôi, ăn với bán á. Chị nào lấy thì comment nha. Nấu chè, làm bánh rồi ăn không như vậy là ok rồi nha. Chị nào xiên thì nấu chè, làm bánh để nó ấy, còn không thì ăn không luôn, ăn trực tiếp luôn. Sận ha, nhìn sận ha, 99.000. Mà hàng chính hãng của Korea, nhập khẩu hẳn hoi nha mấy chị ơi. Nha, hàng chính hãng của Korea, nhập khẩu hẳn hoi, giấy tờ đầy bóc, à giấy tờ bill đầy đủ nha. Yên tâm, chị nào muốn thì cứ inbox cho dâu, dâu gửi hình qua cho. Chứ giờ không lẽ lôi giấy đồ ra. Ok, ok chị Bích nha, cho chị Bích một hộp. Bỏ kia con. Cà phê cho bé An Nhiên một bịch nè, một hũ nè. Rồi, quần u mì không? Chị nào ưng một hộp táo cho An Nhiên luôn. Chị nào ưng quần u mì không? Em còn ít quần u mì em sale luôn, hoặc là vỉ nha. Vỉ chắc còn có 1-2 cái sale luôn ha. Mã này còn có 3 cái à. Con này có mấy màu luôn, chặt ly có mấy màu luôn, nhưng mà còn có 3 cái thôi à. Còn có 3 cái nha, trắng với nâu. Chị nào lấy thì comment nha, kèm hộp luôn. Rồi, 69.000 giá tặng Trung Thu cho mấy chế luôn, 69.000 luôn. Chơi lớn luôn, ok chưa? 69.000 luôn nè. Kèm hộp chặt ly xịn sò, nó bán giá là 195.000 luôn á. Bán giá 195 luôn mấy chế nha. Da đẹp nha. Ở trong là có ngăn to và có những cái ngăn nhỏ để mình bỏ giấy tờ hoặc là mình bỏ thẻ nha. Chị nào lấy thì comment đi, giao mã ví 69 kèm màu, 69 kèm màu nha. Hôm qua mà chị nào bốc số lượng nhiều, đủ màu 4-5 màu luôn thì có, còn bữa nay thì nó chỉ có 2 màu hết. Còn hai hôm qua cũng còn hai màu, hôm qua lai lẹ hình như còn 3 màu, bây giờ còn 2 màu và còn có 2-3 cái thôi. Rồi màu nu, màu nu nha, bao bền nha, bao mấy chị xài bền, hàng super vip luôn á mấy chị nha, hàng super luôn, bền lắm, rất rất là bền giùm em nha. 69.000 kèm hộp, ở đâu bán hộp này 69.000 nè mấy chị ơi. Hộp vỉ 69.000 chạc ly nha, 69.000, chị nào lấy thì comment ha. 69 màu nu và màu trắng, còn 2 màu. Mã này còn 2 màu. Mã này thì trắng hồng đen. Con này còn 3 màu trắng hồng đen này. Kèm hộp luôn. Hai nu là lấy hai cái màu nu hả chị? Hai nu là hai nu, hai cái màu nu đúng không? Mã này là mã 1. Mã 1 mà chị comment hai nu có nghĩa rằng lấy hai cái hả chị Bích ơi? Xịn ha. Em gom cái shop này ở Sài Gòn á, cái shop túi này, cái shop ví này là em gom ở Sài Gòn. Mà em sang tay lô túi công sở, túi to từ công sở cho nó nhanh, chứ còn về lai lẹ rồi gửi hàng không được. Nói chung là thôi, sang tay túi rồi lời dài chịu cho rồi cho nhanh. Chứ còn về lai lẹ nó ngâm, còn ngâm vốn dữ nữa, mặc dù lai lẹ thì nó lời hơn sang tay. Còn cái mẫu này thì số lượng nhiều á, nên là em để lại cũng 100+ cái. 3 mẫu luôn mà hết 1 mẫu rồi. Hết 1 mẫu à, 3 mẫu luôn á mà hết 1 mẫu rồi. Chị, nên là bây giờ em chỉ còn có 2 mẫu thôi nha. Rồi lên mẫu khác cho mọi người nè. Cái này bạn tặng ok luôn á. Mọi người mua tặng là ok luôn. Sale lỗ cho mấy chị, tại vì em gần hết, em còn mấy cái em sale luôn. Rồi mã này nha, có hộp xịn luôn nha, đen nè. Đây là đen nha. Đen trắng và hồng. Đen trắng và hồng giúp em nha, 79.000. Đen trắng và hồng giúp em nha, 79.000. Đây, da bao bền nha, da bao mấy chị bền. Có 3 ngăn á, 1 ngăn bự nè. Ủa 1 ngăn, 2 ngăn, rồi trong đây 1 ngăn nữa là 3 ngăn nha. Bền lắm, da bền lắm luôn ha. Rồi mã này cho dâu mã 2, có 3 màu, 79.000 luôn. Còn vài cái thôi, còn mấy cái thôi.
6 cái gì đây này. Chị nào lấy comment cho nó kèm hộp. Mẹ ơi, bánh thần môn này được 70 mấy, mẹ mới nói 7 mấy? 75 hay 79 hay 70 á. 75 hay 79 hay 70 cũng biết nữa. 79, 79 ngàn đúng không? 79 hay 75 gì đâu không nhớ luôn. Chị nào nghe như comment giá lại giùm em chứ quên luôn. Chị nào lấy thì comment nha. Ví, ví. Rồi, để coi còn gì hay hay không? Ờ, xếp lại trong đó cho mẹ. Chị nào muốn coi gì nữa không ta? 79 đó, dạ. Có máy rửa mặt, máy rửa mặt em bán 65 ngàn. Cho mẹ cái hộp máy rửa mặt này để đây phải không con? Có đồ bảo hộ nha, chị nào mua đồ bảo hộ không giờ? Đồ bảo hộ em khui nè. Em chừa lại ít lắm, chừa lại ít nhà sử dụng với lại em bán lẻ. Còn đa số là em sang tay thùng thùng cho lẻ. Đồ bảo hộ nha mọi người ơi. Có chùm đầu. Ấu quên lộn. Chùm chân với lộn. Hai món, set này hai món. Cái thùng kia là set 5 món, set này là 3 món. Một bộ đồ bảo hộ. Với lại bao chân. Đồ bảo hộ nha. Đồ bảo hộ nha, có bao chân với lại đồ bảo hộ thôi. Có bộ đồ với lại có bao chân nha mọi người ơi. Để coi giá nè. Còn ít rồi tại vì em đấy. Em bán cho mọi người mấy chục thôi nha, chị nào cầm thì lấy. Ai. Mấy chục à, rẻ lắm, nói chung là rẻ lắm. Tại bỏ sỉ không nên là không nhớ giá lẻ. Bỏ sỉ không mà không nhớ giá lẻ mà bữa nay giá tặng nữa nên là để em coi lại cái coi. Ờ trời ơi, khui cho mẹ luôn đi, còn sợ. Vậy là hộp quà con để kỹ quá mẹ đâu có biết đâu, mộng. Em có cái kệ đẹp nha, sắp cái kệ lồng chim cho mẹ con. Sắp cái kệ gọi là kệ lồng chim, như cái lồng chim á, ở thấy trên mạng hay có đúng không? Đây nha, để cho mọi người coi nè. Em coi, ủa. Đi đi con. Em còn khẩu trang không dâu? Dạ còn. Con xuống lấy cho mẹ một khẩu trang đi con. Một khẩu trang. Ủa cái bộ đồ bảo hộ bán cho mọi người 49 ngàn nha. Thì cũng y như hàng mấy chị mua hơn 100 hoặc là. Thì xuống lấy cho mẹ nhấc lên. Hoặc là 80-90 hoặc là hơn 100 thì thôi, bảo nó có cái vải xịn xịn như vậy thôi à. Có dây kéo ở giữa rồi bước vô vậy đó. 49 ngàn nha, giá tặng cho mọi người luôn. Em còn ít là tại vì em bán sỉ không à. Bỏ sỉ sang lô cho khách thôi chứ làm miếng lai lẻ lắm. Lai lẻ mùa này gửi hàng không có được nhiều. 49 ngàn đồ bảo hộ nha. Có hai cái bao chân với lại một cái áo, một cái bộ đồ. Còn như là mình mua mà set 5 món như là có cả bao tay, khẩu trang thì nói chung khẩu trang thì cũng mình hay mua cái ấy hơn. Còn cái khẩu trang mà theo bộ thì em thấy nhiều người cũng người ta cũng không có xài tới. Nên là em hay nhập loại khách em nó cũng chịu cái loại set 3 món là 49 ngàn nha đồ bảo hộ. Khẩu trang em còn chị ơi, khẩu trang còn nha. 100 ngàn 3 hộp chị ơi. 100 ngàn 3 hộp, chị nào lấy thì comment nha. Chuẩn 4 lớp kháng khuẩn. Và em nói mọi người nghe nha. Cái hàng này á, giấy tờ đầy đủ nha. Giấy tờ đầy đủ em đã từng đăng phay rồi. Tại khẩu trang này là bà chị của dâu mở công ty chuyên sản xuất thiết bị y tế nha. Chị của dâu á mở công ty chuyên về sản xuất thiết bị y tế, như là kim tiêm nè, bông băng rồi những cái này nè. Nên là giấy tờ là đầy đủ, yên tâm nha. Giấy tờ đầy đủ, chị nào mà sợ mình không có, nó có tên công ty mình chắc mã vạch là ra hết. Còn ưng nữa thì dâu nè, dâu chụp hình với bà chị của dâu là mở công ty đó luôn, nên là mấy chị yên tâm nha. Sao ta, 4 lớp kháng khuẩn. Thường thường những dòng mà mọi người mua khẩu trang á, tại sao có dòng mười mấy 20 ngàn? Em nói mọi người nghe nha, người ta cũng là khẩu trang 4 lớp cũng kháng khuẩn, nhưng mà tùy từng cái chất liệu vải nha, chứ không phải là cái lớp khẩu trang, cái chất lượng của những lớp khẩu trang là hàng nào cũng như hàng nào, không phải đâu. Đó là thứ nhất. Và thứ hai nữa là có những loại khẩu trang của công ty nhưng mà người ta không đủ điều kiện để xuất đi châu Âu, xuất đi nước ngoài nha. Còn hàng này là giấy tờ đầy đủ xuất đi châu Âu luôn mọi người nha. Mọi người phải nên là phải tìm hiểu kỹ.
Chứ còn kháng khuẩn thì hàng nào người ta bán 4 lớp thì nó cũng đều là 4 lớp. Nhưng mà có những công ty người ta sản xuất ra khẩu trang 4 lớp nhưng mà không xuất khẩu được, không có nhờ xuất ra nước ngoài được nha. Còn hàng này mấy chị sợ ở trên mạng là nó ra nè, ra công ty rồi ra xuất đi nước ngoài ok luôn, châu Âu luôn á nha, chứ không phải nước ngoài như xuất đi Campuchia, Lào đồ đâu, không phải nha. Lấy cho mẹ đi con, xin 3 hộp chị Cẩm Vân, 3 hộp. Lấy 5 hộp lên. Ok. Rồi còn bộ đồ này quên nè. Còn hai bộ á, mẫu mới luôn, vừa hôm qua chưa like taxi xong còn đúng hai bộ. Quên chưa like luôn. Taxi xong còn đúng hai bộ nè. Trời ơi. Mát ghê luôn. Bán nhiêu được cả nhà ơi? 59.000. Rẻ không? Không tới giá vốn luôn á. Mẫu mới luôn, taxi xong còn đúng hai bộ, bán tặng mấy chế trung thu luôn. Bán tặng mấy chế luôn nha. Màu bơ. Còn đây là màu hồng. Bán tặng mấy chế ăn chơi trung thu luôn. Mặc dù là không biết sau trung thu chừng nào mới được nhận, nhưng mà dù gì cũng mua được ngày hôm nay á. Vậy mát lắm nha, co dạng thoải mái luôn. Ha, Hana Shop Meal. Còn để chị hai chai già, ok chị, em để chị rồi nha. Chị nào lấy thì comment đi dâu nha, mã set hồng. Và resize nha, set hồng. Tay ngắn như vậy nè. Rồi 59.000. 59.000 nha, vải đẹp lắm, cotton Thái á. Cotton Thái nha, 59.000. Đó. Chị nào lấy hồng comment mã hồng. Đây. 59.000 giúp em. 59.000 ha, chị nào lấy thì comment. Còn đúng hai bộ luôn. May mặc yếu không nghe à? Dạ chị, em để chị rồi. Em để chị rồi chị yêu ơi. Để các bạn shop shop cái gì không? Cái này còn shop bộ. Cái này còn shop bộ nha. Rồi. 69.000 luôn. Mèo 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 méo méo. Lisa nha. Trời ơi mèo này Huỳnh ơi, còn coi lam vậy. Thích mèo nè. Mèo máy không có thì lấy mèo đó, mèo hello đỡ đi. Em vừa luôn nha Huỳnh. Này bao vừa nha, không vừa tặng luôn á, bao vừa luôn. Rồi 69.000 vô còn bộ cuối cùng à. Cổ pyjama. Nha, chị nào lấy đi dâu mã. Chị nào lấy thì comment nha. Có túi luôn, có hai túi hai bên. Chị thấy bình luận em không vậy không? Không thấy luôn á. Em bình luận gì bé không thấy luôn. Rồi lên cái kệ đựng đồ cho mấy chế nha. Quên, em xài lâu rồi mà bây giờ em mới. Không thấy comment của em mẹ ơi. Thôi ông ơi, ông mắc cỡ quá ông ơi. Không biết mắc cỡ là gì á, nhỏ lớn không bao giờ biết mắc cỡ là gì luôn. Càng đông người càng khoái. Ngồi ông diễn, ông múa, ông hát, ông làm y xèo. Không bao giờ ông biết ngại. Bộ hồng à, ok. Lấy cho mẹ bộ màu hồng, màu xanh. Lấy cho mẹ đi thay răng rồi, thay hai răng luôn. Đây, bộ màu xanh kìa, lấy cho mẹ bộ màu hồng kìa. Đây đúng rồi. Mèo. Máy xông hơi mặt có, máy xông hơi mặt chạy xuống nhà lấy cho mẹ con. Máy xông hơi, máy xay, máy cối xay thịt có luôn. Máy máy xông hơi mặt đó. Đây nha, rồi. Mình hay thấy có đúng không? Sơn này là sơn tĩnh điện nha, nên là nó bền lắm. Sơn này là sơn tĩnh điện á, giống như tủ của mình đó, nên là nó bền nha, chứ không phải là sơn như là người ta sơn tay sơn xịt đâu. Sơn tay sơn mà cái bình xịt đó nó xịt vô thì nó dễ trầy lắm. Còn đây là sơn tĩnh điện nên là nó cũng bền lắm luôn mấy chị, em có sử dụng luôn mà. Ok chưa, cái kệ nha, kệ đựng đồ trang điểm, nói chung là nhìn sang nhìn nó vintage á. Ok chưa, kệ 3 tầng nha, 1 tầng 2 tầng 3 tầng cũng để được nhiều đồ lắm. Để được nhiều đồ lắm nha. Mẹ nói lấy cái máy xông mặt mà. Máy xông mặt đó. À thì lấy cái này lên luôn. 99.000. Bán 99.000 mình đựng mỹ phẩm nè, son, nước hoa. Nói chung là chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Đây là kệ nó sơn tĩnh điện luôn. Màu thì nó là màu xanh. Màu xanh nha, chị nào lấy thì comment cho dâu. Kệ đựng đồ trang điểm nha, 1, 2, 3 tầng. Kệ đựng đồ trang điểm nha.
Chị nào lấy thì comment giúp em ha. Lấy xong rồi mà. Xét bộ, xét bộ là gì vậy? Xét bộ là gì bé? Xét bộ hồng á. Rồi xét bộ hồng để rồi mà. Sao bây giờ thấy bây giờ mới thấy chữ xét bộ hiện lên vậy? Đừng. Máy xong mặt nha. Kệ bao nhiêu? 99.000 Thảo ơi, 99.000. Trời ơi đẹp lắm, dâu cũng xài đâu. Xô lên xong. Đây nha, máy xong mặt nha. Mẹ. Máy xong mặt nha, mọi trời ơi. Con. 145.000 cho em nha, 145.000. Hôm bữa em bảo mọi người 139 đúng không? Ship vận chuyển cao quá. Ship vận chuyển cao quá, hỏi Như Thảo mà coi nè. Mẹ. Hỏi Như Thảo mà coi nè, nó qua nhà dâu nó thấy bữa là mấy thùng Thảo, 5 thứ hả? 1 triệu. Trời đất ơi. Mẹ ơi. Em một cái nha, em nghĩ lâu rồi, trời ơi nó đẹp lắm Thảo ơi, đẹp lắm. Nhìn. Mẹ ơi. Ok Thảo nha, máy xong mặt nha. Cái này là mẫu mới, mẫu cái hàng này nó có mẫu cũ và mẫu mới. Mẫu cũ thì nó cái lòng của nó không đựng được nhiều đồ. Không đựng được nhiều nhiều ấy nha, 145 giùm em nha. 145 nha. Trong đây nó có mức nước mình đổ này, nói chung là nó dễ xài lắm. Cắm điện vô là ok à. Cắm điện vô là mình xài ok luôn. Xong hơi mình nên nhắm mắt lại nha. Nói chung là hơi nóng mà vô mắt mình hoài. Thường xuyên một tuần mình xong 2 lần thôi nha, đừng ham mà xong 3-4 lần. Một tuần nên xong 2 lần thôi. 2 lần nha, 1 hoặc 2 lần. Chứ đừng có xong 3 lần nha mọi người, nói chung là đừng xài, đừng xong nhiều. Đừng có mở mắt nha, hơi nóng lên mắt mình không tốt đâu. Nhắm mắt. Và nên lấy luôn cái mền trùm nguyên người, nó sẽ toát cả mồ hôi, dạng nở lỗ chân lông toàn người luôn. Chứ mình mà trùm mỗi cái mặt không thì mình trùm cả người không thì cái mặt mình nó cũng toát mồ hôi, cũng nóng như vậy. Cũng thải độc da rồi, nói chung là để khi mình sức kem hoặc là mình gì đó nó ăn da ăn hơn nữa. Vì nó dạng nở lỗ chân lông nên đẩy được những độc tố ở trong da mình bụi bẩn ra ngoài á. Thì lấy cái mền trùm luôn là nó xông được cả người luôn nha. Thơm lắm, mọi nói chung là mình gừng thì chị nào thích mùi gừng thì bỏ, chứ em thì gừng nó hơi nóng. Mình cứ thông mùi xả, em thì hay bỏ xả. Bữa nào cũng bỏ xả đó. Xông củ cũng bỏ xả và xông lá cũng bỏ xả luôn. Em xem lại kệ dâu ơi, đây 99 triệu. Màu đẹp màu sang luôn, kệ 99.000 nha. Lồng chim. Nha, chị một cái xong mặt vậy ok chị Yên. Chị nào lấy thì comment giúp dâu nha. Đây kệ lồng chim nha. Kệ lồng chim. Lồng tim. Đây, nói chung là đựng đồ lên. Ờ, tại vì em không có thấy cái lồng của em để ngay chỗ này á. Tại vì lồng của em để ngay bàn trang điểm nè. Để dài bữa nữa xuyên xuyên like mỹ phẩm cái quay cho mọi người coi đẹp lắm. Còn để trên đây thì nó cao, nó trầy loa không xả dâu hết. Nó dâu không có để được. Kệ của dâu vô để dưới bàn trang điểm à. Nha đây nha bé Ti Ti ơi. Nó chiều ngang của nó khoảng cỡ 20 phân. Chiều của nó là 20 phân. Còn chiều cao của nó cỡ 4 mấy phân, 50 phân á. Chiều này chắc cỡ 50 phân này. Chiều này là cao 50 phân nha, còn chiều ngang thì khoảng cỡ 20 phân á. 20 hoặc 22 phân. 22 phân nha, 22 phân. Đây. Nha cao 50, dài ngang thì khoảng cỡ 22. 99.000, 99.000. Cái đó nó có nút điều chỉnh không? Chị mới vô già không chị? Cái này hình như là không có. Hình như là không có. Hình như là không có chị. Cái loại có nút điều chỉnh thì nó đắt hơn á. Nhưng mà em thấy sao loại này được rồi, chị chùm luôn cái mền là nó cũng không có bị nóng quá. Khi nào mà chị lấy cái loại cái chị mà lấy cái khăn chị chùm cái mặt chị không thì nó cũng hơi nóng đó. Nói chung là chùm cả mền để cho chị nào, nhất là chị nào bị viêm lỗ chân lông á, mình bị viêm nang lông, lỗ chân lông giống như là ở nách nè hoặc là ở lưng rồi ở cổ, ở vai, ở tay á, thì mình luôn nên luôn xông luôn cả người. Xông luôn cả người nha, nó sẽ làm xe những cái nang đó, những mụn hoặc là nang lông. Rồi nó sẽ sao ta đang nói gì tự nhiên cái đứng hình luôn. Nên là em khuyên mọi người nên xông nguyên người nha, dâu cũng xông nguyên người mà. Lấy cái mền bự chùm vô là xông vậy luôn, chứ dâu mà ngồi cúi cái mặt này để xông thì nó cũng khó chịu lắm. Em cứ chùm hết cả người, em bật nút là em cứ ngồi vậy em xông thoải mái thôi. Vậy là cái mền nó thơm luôn. Mền nó thơm, xả chanh. Mà mọi người nên xông mặt nên bỏ một chút xíu muối nha, tại vì muối thì nó sát khuẩn nữa. Như da mình ở sâu trong phía trong mình á, nó như hoặc là những chị nào mà như là mình bị mụn, bị dị ứng hoặc là
da mặt cũng vậy mà da body cũng vậy, nói chung là bị hay không bị gì thì mình cũng nên bỏ một chút xíu muối nha, đừng ít thôi, đừng có nhiều quá nha, đừng có ham bỏ nhiều quá, chút xíu thôi. Khoảng cỡ bình luận sao không thấy gì nè, ờ sao vô không thấy em ha, hỏi thì thấy mà chốt cái gì là không thấy, hỏi thì thấy mà chốt cái gì là không thấy luôn. Ai hỏi dâu gì nữa không mọi người? Mai chắc nghỉ, mai nghỉ đóng hàng các thứ. Vài bữa nữa xin thì like, không thì nghỉ. Nghỉ sang tuần mới like. Không, mẹ không khỏe đâu. Máy rửa mặt. Máy rửa mặt nha. Em một máy, chị Nguyễn Yên một máy. À ok, à để cho mon rồi, để cho mon rồi nha. Máy rửa mặt nha, 69.000, em còn hình như là hai cái thôi. Hai cái là hết nha mọi người, em còn hai à ba cái, còn ba cái. Đây nha. Mình sử dụng được cả ba đầu, đầu này cũng sử dụng được nha, đầu này cũng sử dụng được và đầu này cũng sử dụng được luôn. Ok chưa? Đó, sức kem hay là rửa mặt đều ok. Sức kem hay rửa mặt đều ok dùm dâu nha, đó, cái đầu này nó như vậy nè. Đơn trước của chị, ồ em gửi luôn rồi, em gửi rồi mà nó lại hoàn về cho em ấy chị, tại vì đơn chị là đơn nồi nó nặng á. Nó nặng, nó cồng cần rồi em quên á. Đơn chị cái đơn đó là vừa nồi vừa quần áo. Em gửi đi mà cỡ 10 ngày sau á, nó báo cho em. Nó báo cho em bây giờ đang ở trên bưu cục, nó chưa hoàn về nhà em luôn. Máy rửa mặt để cho em rồi, Mon ơi. Máy rửa mặt nha mọi người ơi, có dây cắm điện nữa nè, có dây cắm điện nha, nó rung á. Có điều chỉnh độ rung nè. Có điều chỉnh độ rung cho mình nha, có điều chỉnh độ rung mình rửa bằng tay. Nói chung là mình trang điểm mình xài bằng tay. Rửa mặt này hoặc là mình đánh kem, đánh phấn, sức kem chống nắng mình xài bằng tay. Không bao giờ mình xài bằng máy hoặc là bằng mút đâu mà chị nha. Nên tập thói quen mình xài bằng tay hoặc là bằng máy hoặc là bằng mút nha. Đừng có nghĩ là tay mình mềm mình sức kem nó thẩm thấu hơn, không phải nha. Mọi người ha. Có cái này là máy rung nha, máy massage mặt. Máy rửa mặt, massage mặt nó có nhiệt độ, nó có rung nha. Nó có nhiệt độ rung hay là độ nóng gì quên rồi. Cái máy của mẹ đang xài dạ ok chị nha. 65.000 chị nào lấy thì comment nha. Ừ. Ok chị ha, để em tách ra. Ê da, à tụi nha, lên tụi công sở, tụi công sở em còn cái nè. Da đẹp lắm, tụi công sở bữa em đăng nó hết rồi, hết mất tiêu rồi. Hết sạch rồi. Về là chia cho khách còn đúng cái luôn. Da đẹp lắm luôn, tụi công sở nha. Nè, logo ở trong đây nè. Lụa lót, logo, lụa dập logo ở trong đây nè mọi chị ơi. Đỏ đô nha, da đẹp lắm. Rồi còn đúng cái cuối cùng mã này. Tặng cho mấy chế 1 7 được, 145. Chơi lớn luôn, tặng 145 tụi công sở sai bực luôn. Hôm bữa giao bát đồ mấy chị dằn giật nhau á, hết đâu có đâu. Cái này em nhập về nha, có đúng hết rồi, còn có cái bữa em đăng hình đó mấy chị đặt nhiều á. Khách sĩ khách lẻ đặt quá trời luôn, em về hàng còn đúng cái cuối cùng luôn á. Quá trời người đặt, quá trời người đặt mẫu này còn đúng cái nha, bự lắm, đựng giấy tờ thoải mái luôn ha. 145.000. Tụi công sở nha. Túi trám, da đẹp nha mấy chị, da đẹp nha, đựng nhiều đồ, mọi người thấy chưa? Xuất sắc chưa, xịn sò chưa? Rồi 145 cho dâu. Tụi công sở nha, tụi công sở 145.000 giùm em ha. Một cái cuối cùng mấy chị ơi, một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng hết rồi. Chị nào lấy túi comment mã túi nha. Ok mom. Dạ em để rồi, em để chị Vân rồi. Em để chị rồi. Rồi. Mã này nó cao cấp hơn. Đúng hai cái, con này thì cao cấp hơn nha. Form như vậy luôn nhưng mà da cao cấp hơn. Kiểu nó cũng khác nữa, nó dạng như là nó da nó may nó thêu vô nè. Tay nha mấy chị ơi, da xịn lắm. Da xịn hơn con kia, giống như con kia là 8 rưỡi chỉnh điểm rồi, con này phải 10 điểm.
Con này là da cực xịn sò luôn nha. Ok chưa mấy chế, size cũng như vậy, mẫu hơi khác một tí và da khác nha. Da khác giùm em nha, con này cho dâu 165 ngàn. 165 nha mấy chế, 165 nha. 165, 165. 165 giùm em ha, 165 nha mọi người, 165. Đây, đây, đây. Y cha cha. Chị nào muốn hỏi dâu gì nữa không mọi người? Ai muốn hỏi dâu cái gì nữa không mấy chế ơi? Máy đánh trứng, máy xay thịt. Máy đánh trứng, máy xay thịt. Nói chung đồ gia dụng có mà em lười lên quá. Máy đánh trứng, máy xay thịt. Hả? Ờ. Nhiều thứ quá. Dài. Nghỉ nha mấy chế ơi. Không ai hỏi dấu gì nữa thì chia tay nha. Thì cho mày kẹp tóc đi con. Em ăn kẹp của mẹ hả? 3-4 cái luôn mà. Thôi giờ này ăn bánh trung thu nữa cô. Không nhưng mà thèm thiệt. Mẹ có bỏ tủ lạnh không con? Mẹ có tủ lạnh. Chị nào hỏi dâu gì nữa không mọi người ơi? Có chỗ nào, có chị nào bữa nay, có chị nào bữa nay đi rước đèn đồ không? Em nè. Bữa trước chị có tẩy trang chưa? Chị chưa có. Tẩy trang chưa có chị ơi. Ok chị nha. Lột hết. Tới giờ nghĩ là lột hết. Chưa có. Chị nào muốn hỏi dấu gì mọi người hỏi nha. Cái nhẫn này hồi lúc mua nó cắt sát quá. Em mua nhẫn nào cũng phải cắt hết. Chứ mua nhẫn để vậy đeo là không vừa. Nhẫn nào đeo mua cũng phải cắt hết. Mẹ còn đâm để cho mẹ son môi nha, son môi đây em còn vài cây thôi. Son môi này là của cacao, son cacao nha, chuẩn của Hàn Quốc luôn. 30.000 cây nha, bác cho mấy chị 30.000 một cây một set son cacao. Còn 2 cây à. Thôi nghỉ nghỉ mọi người ơi, bye bye mọi người nha. Cảm ơn mấy chị đẹp ha. Chúc mọi người ngủ ngon.